Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 59. Thanh kiếm môn trưởng lão ổn định cả người, hỏi, không biết, Diệp tiền bối cụ thể muốn hỏi vậy một mặt sự việc. Liên quan tới huyết linh tộc sự việc, Diệp Thần lời này vừa nói ra, rất nhiều thanh kiếm môn thanh niên chính là lòng đầy căm phẫn. Hết mấy thanh niên khí được cả người run rẩy, tất cả nổi giận mắng. Huyết linh tộc. Đáng chết huyết linh tộc, những xúc sinh này sớm muộn muốn bị chết sạch. Im miệng, thanh kiếm môn trưởng lão dày đệ tử, lại nhìn về phía Diệp Thần, ôm quyền nói, nghe tiền bối sư đệ, chính là Diệp Thần đại nhân. Ít ngày trước, Diệp Thần đại nhân ở quảng trường Thiên Tuyệt công bố chuyện này sau đó, không tới 2 ngày liền truyền khắp Côn Lôn hư trên dưới. Hắn tỉ mỉ nói, trong chốc lát, Côn Lôn hư trên dưới là nhiệt nghị sôi trào, không thiếu trong cùng môn phái đệ tử cũng hỏi trưởng lão, chân tướng sự tình như thế nào, thậm chí có đệ tử đại náo đạo Tông Sơn Môn, Côn Luân Tông Sơn Môn đợi một chút. Kịch liệt nhất, không ai bằng Thiên Hải Tông, Mạc Gia, Diệp Gia, Loạn Thương Môn chờ một chút. Không thiếu đệ tử đối mặt không đáng trả lời sư môn tiền bối, gia tộc trưởng lão đợi một chút, cũng động thủ, thề muốn hỏi ra cái kết quả. Huyết linh tộc sự việc. Nhất vội vàng chính là chư đa thiên tài, nhất là tới gần đế tôn cảnh những thiên tài. Bọn họ không dễ dàng tin tưởng Diệp Thần và Hàn Vân mà nói, nhưng chuyện này quan hệ đến bọn họ tánh mạng, bọn họ phải được ở mình tín nhiệm trưởng bối trong miệng, đạt được xác nhận, giống như ban đầu thanh kiếm, hắc diệu các người như nhau. Thanh kiếm môn trưởng lão than thở một tiếng, những đệ tử này, hoặc là bị bắt, hoặc bị đánh chết. Khoảng cách tin tức truyền tới đến bây giờ. Đã có mấy ngày, tất cả tiểu tông phái, do y thần môn lãnh đạo, Côn Lôn hư 10 đại thiên tài trong mấy người là phụ tá, tổ chức nổi lên bách tông liên minh, thể chống cự huyết linh tộc. Hắn dừng lại chốc lát, thời khắc chú ý Diệp Thần thần thái biến hóa, rất sợ câu nói kia nói được không đúng, bị một cái ánh mắt chu diệt. Hắn từ từ nói, bách tông liên minh, tổng cộng là có 237 cái tiểu tông phái, chúng ta thanh kiếm môn cũng ở đây bách tông liên minh bên trong. Đoạn Hoài An minh chủ, cùng với Diệp Lăng Thiên phó minh chủ, phụ trách sàng lọc trưởng môn các phái, lão tổ tiến hành đào tạo, chuẩn bị đào tạo một nhóm đế tôn cảnh, tương lai đi theo Diệp Thần đại nhân, đối kháng huyết linh tộc. Nghe được cái này chút, Diệp Thần chính là yên tâm. Ngày đó mình rời đi, đem sự việc đều giao cho Hàn Vân, Đoạn Hoài An bọn họ, hiển nhiên là không có lần lượt thay nhau người. Trong cùng môn phái, cùng với thế gia. Cũng thuộc về hỗn loạn bên trong, bởi vì vì gia tộc, trong môn phái trưởng lão, đều không dư khẳng định trả lời, đưa đến nhóm lớn đệ tử rời nhà, gia nhập bách tông liên minh. Thanh kiếm môn trưởng lão từ từ nói, còn như đứng đầu thanh thiên môn cùng 10 đại môn phái, nghe nói quy nạp ở Quang Minh Điện trong. Đang cùng Hoàng gia, Diệp gia, Vương gia, Trần gia cùng đứng đầu gia tộc lớn, tạo thành liên minh, sinh ra đối kháng. Theo tin tức xem. Hoàng gia các gia tộc là kiên quyết ủng hộ huyết linh tộc, hơn nữa lấy huyết linh tộc người sắp hạ xuống là khẩu hiệu, Côn Lôn hư Diệp gia cũng tránh thức đối với Quang Minh Điện khai chiến. Khai chiến, không tìm ta, Diệp Thần trêu ghẹo một tiếng, ít ngày trước Hoàng gia đẩy Côn Lôn hư tìm mình, bây giờ không tìm. Không thể không phải nói, mình rời đi mấy ngày nay, biến hóa thật lớn. Bất quá theo dữ liệu bên trong như nhau, kế hoạch đang vững bước tiến hành. Hụ hụ hụ, đại nhân. Đại nhân ngài anh minh thần vũ, công giúp tạo hóa, hoàng gia tự nhiên không dám tìm ngài phiền toái. Diệp đại nhân, thanh kiếm môn trưởng lão nhìn về phía Diệp Thần phía sau một đám yêu thú, vẫn là kinh hồn bạt vía, nói, ngài tùy thân đi theo cường giả, cũng có thể sánh bằng một cái đứng đầu đại phái, ai dám động ngài à? Diệp Thần gật đầu một cái, tùy ý lấy ra một quả tăng lên linh hồn lực quỷ quả, ném cho lão đầu này. Nói, đi đi, vật này cho ngươi, coi như là cảm ơn tình báo của ngươi. Vị trưởng lão này run rẩy tiếp theo quỷ quả, chân chân tránh tránh cảm giác được trái cây này không giống bình thường. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Diệp Thí Thiên tùy tùy tiện tiện ném ra một món đồ, liền đủ để cho toàn bộ Côn Lôn hư cường giả chấn động. Hắn cảm giác lòng bàn tay dị thường nặng nề. Tạ đại nhân, chúng ta vậy không quấy rầy đại nhân. Thanh kiếm môn trưởng lão dẫn rất nhiều đệ tử rời đi. Bách chiến thần tướng nhìn mọi người rời đi, đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nói, vương chủ,
những người này bại lộ tung tích, có cần hay không xóa bỏ? Diệp Thần lắc đầu một cái, những người này cảnh giới không cao, lật không dậy nổi cái gì đợt sóng, hẳn thật là tông môn nhỏ đệ tử. Dưới mắt, các ngươi trước dẫn người tìm một nơi chỗ ẩn núp, ta còn có một việc cần xử lý, cùng xử lý xong hết, tự nhiên sẽ đến tìm các ngươi. Bách Chiến Thần Tướng nhưng là vào thời khắc này quỳ xuống, cung kính nói, vương chủ, rốt cuộc chuyện gì, phải chăng và ngươi mới vừa rồi tức giận có liên quan, ta nguyện ý là vương chủ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Diệp Thần nhìn một cái Bách Chiến Thần Tướng cùng với sau lưng rất nhiều yêu thú cường giả, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Những người này cố nhiên rất mạnh, nhưng nếu là tiến vào Hoa Hạ, tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Hay là đem bọn họ ở lại Côn Lôn hư đi. Còn như Hoa Hạ sự việc, một mình hắn bước vào là được rồi. Ta nói rất rõ ràng, các ngươi toàn bộ ở lại Côn Lôn hư. Nói xong, Diệp Thần ống tay áo vung lên, trực tiếp rời đi. Nửa ngày sau, thủ đô sân bay, Diệp Thần đổi cả người đồ dạo phố, trực tiếp từ núi Côn Lôn sân bay bay trở về. Bước vào phi trường ngay tức thì, một loại cảm giác quen thuộc chính là tấn công tới. Hồi lâu chưa có trở về, kinh thành khói mù ngược lại là không có thay đổi. Bởi vì lần này trở lại chưa thông báo bất kỳ ám điện cùng với bằng hữu, cũng không có người tới đón Diệp Thần. Diệp Thần trực tiếp ở bên ngoài gọi một chiếc xe taxi hướng Diệp ra đi. Tài xế taxi là một 40 tuổi đại thúc, hắn vừa lái trước một bên từ kính chiếu hậu quan sát Diệp Thần, lại là khá là khéo nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là tới bên này du lịch, xem ngươi không giống là người bản xứ à? Diệp Thần lắc đầu một cái, tới xử lý chút chuyện. Tài xế có thể cảm nhận được Diệp Thần trên mình vậy cổ mờ ảo khí chất, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút Diệp Thần mục tiêu. Đột nhiên, thần sắc biến đổi, trong mắt đều là sợ hãi. Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không là phải đi chỗ đó đi, ngươi mục tiêu vùng lân cận gần đây cũng không thái bình. Bên kia nghe nói chấn cảm mãnh liệt, quan phương thế lực còn phong tỏa. Chúng ta những thứ này nhân dân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không người nào nguyện ý đi nơi đó. Diệp Thần nghe được câu này, nhướng mày một cái, gần đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Sư phụ! Người có phải hay không biết cái gì? Tài xế kia chợt lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, chỉ bất quá liền ta cái này được tiếp xúc sự việc tương đối nhiều, ta nghe nói trước đoạn thời gian thật giống như tới một nhóm người, phải cùng nhóm người kia có liên quan. Người nào? Diệp Thần một truy hỏi nữa, nhưng là tài xế hiển nhiên là sợ đùa với lửa có ngày chết cháy, ngậm miệng không nói. Diệp Thần vậy không bắt buộc, hắn trong lòng dự cảm xấu càng phát ra mãnh liệt. 10 phút sau đó, xe taxi dừng lại, Diệp Thần bỏ lại 100 nguyên, thẳng tiếp nhận xe. Giờ khắc này không có ai biết Diệp Thần là như thế nào tâm trạng, vốn cho là hồi Diệp ra biết hài lòng, lại không nghĩ rằng giờ phút này là tức giận. Tài xế chỉ cảm thấy một hồi gió lớn cuốn lên, sau đó chung quanh chính là không có Diệp Thần bóng người, hắn dùng sức dụi mắt một cái, lại là thanh âm run rẩy, ngày hôm nay thật là gặp quỷ. Diệp ra biệt thự. Diệp Thần đi tới cửa, chính là cảm giác được mình đã từng ở Diệp gia thiết lập trận pháp đã bị phá xấu xa. Mà bây giờ, Diệp gia bên ngoài lưu động trận pháp, đến từ người khác. Không chỉ như vậy, Diệp gia ngoài cửa còn trông nom 4 vị hơi thở kinh khủng tồn tại. Cái này 4 người tuyệt đối không phải ám điện người. Chỉ vì là bọn họ trên mình lưu chuyển hơi thở lại là đạo nguyên cảnh. Đạo nguyên cảnh khoảng cách đế tôn cảnh chẳng qua là một bước xa. Hoa Hạ ám điện làm sao có thể có cường giả loại này? Mấu chốt cường giả loại này lại còn là người giữ cửa tồn tại. Chẳng lẽ thật là huyết linh tộc hạ xuống? Diệp Thần trong mắt sát ý dần dần phóng thích. Rất hiển nhiên, Diệp ra ngoài cửa 4 người cũng là phát giác Diệp Thần, chỉ bất quá Diệp Thần che đậy hơi thở, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Một cái trong đó giữ cửa người bước ra một bước, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói cút cút cút. Ngươi có biết nơi đây là địa phương nào, như lại không cút, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ta tới Diệp gia xem một người bạn. Vậy giữ cửa người ngẩn ra, chợt cười lên, con kiến hôi, ngươi tới Diệp gia tìm người. Ha ha ha, ngại quá, ngươi tìm chỉ sợ là Hoa Hạ Diệp gia, chỉ tiếc, Diệp gia đã sớm không còn tồn tại. Ta khuyên ngươi mau cút, thừa dịp ta không có dậy sát ý trước.
Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cả người cuộn sạch ra một đạo sát ý, hắn bước ra một bước, ta nói, ta phải đi tìm người. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi như muốn sống khỏe mạnh, liền nói cho ta Diệp gia chuyện gì xảy ra. Nếu không, giết chết không bị tội. Diệp Thần thanh âm không có một tia nhiệt độ, nhưng là ở đó giữ cửa bốn trong mắt người nhưng vô cùng buồn cười. Giết chết không bị tội. Hoa Hạ lại có người sẽ đối bọn họ ra tay. Mặc dù Hoa Hạ Diệp gia vậy coi là cao cấp võ đạo gia tộc. Phỏng đoán trước mặt tiểu tử cũng có chút thực lực, nhưng là đỉnh hơn tại thần du cảnh, cũng hoặc là hư vương cảnh. Cảnh giới như vậy, đối với bọn họ mà nói và con kiến hôi không việc gì khác biệt. Chỉ một cái là được nghiền ép. Cái đó giữ cửa người tới một chút hứng thú, hắn thích hành hạ tên yếu. Nháy mắt tức thì, hắn đạo nguyên cảnh uy áp bao phủ đi. Bao trùm Diệp Thần toàn thân. Ở hắn xem ra, thằng nhóc này tất nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một giây, hai giây, năm giây. Quỷ dị chuyện xảy ra. Thằng nhóc này không chỉ không có quỳ xuống, trên mặt lại là không có một tia vẻ thống khổ, giống như hắn uy áp căn bản không có tác dụng. Làm sao có thể? Hắn nhưng mà đạo nguyên cảnh. Mặc dù là đạo nguyên cảnh một tầng, nhưng là ở Hoa Hạ, tuyệt đối nghiền ép hết thảy à. Liền những cái kia cái gọi là Hoa Hạ người bảo vệ đều không cách nào chống lại. Thằng nhóc này làm sao ngăn cản? Không khí yên tĩnh đến trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lên tiếng, kết thúc. Có phải hay không nên ta? Lời nói rơi xuống, Diệp Thần khí tức trên người bỗng nhiên phóng thích. Cuồn cuộn sát ý uyển như biển gầm vậy hướng trước mặt bốn người cuộn sạch. Diệp Thần khí thế có kinh khủng dường nào. Cái này miệng đều là từ trong đống người chết ngưng tụ. Quanh người hắn huyết khí và ma khí, đừng nói đạo nguyên cảnh một tầng, coi như đạo nguyên cảnh tầng 9 vậy không nhất định có tư cách ngăn trở. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vậy nhất đến gần Diệp Thần giữ cửa người, thân thể trực tiếp chấn động bay, nặng nề nện ở Diệp gia vách tường trên. Máu tươi khạc ra, cả người yếu ớt đến mức tận cùng. Còn lại ba người cũng không chịu nổi, vô tận uy áp bao phủ bọn họ đầu gối run rẩy. Một giây kế tiếp, trực tiếp quỳ xuống. Bốn người nguyên bản cả vú lấp miệng em ánh mắt hoàn toàn thay đổi, giờ khắc này, trong con ngươi chỉ có sợ hãi. Trước mặt thanh niên rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có loại này thực lực? Hoa Hạ linh khí như thế mỏng manh, làm sao có thể ra đời cường giả loại này? Chẳng lẽ người này đến từ Côn Lôn Hư? Côn Lôn Hư cũng không có loại này cao thủ trẻ tuổi à? Ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người thanh âm run rẩy nói, bọn họ trong lòng giờ phút này chỉ muốn sống sót. Diệp Thần đi về phía trước mấy bước, mắt nhìn xuống mọi người. Ưu Việt thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống, các ngươi chiếm đoạt Diệp gia, chẳng lẽ liền Hoa Hạ Diệp gia gia chủ là ai cũng không biết sao? Bốn người màng nhĩ tựa như đánh vỡ, đột nhiên, bọn họ nghĩ tới điều gì? Hoa Hạ Diệp gia gia chủ. Trước mặt thanh niên lại là Diệp Thần. Nhưng là Diệp Thần làm sao có thể loại này thực lực? Quảng trường Thiên Tuyệt sự việc phát sinh trước, bọn họ liền đã tới Hoa Hạ. Tự nhiên không biết Diệp Thần ở bên trong bùng nổ khủng bố. Giờ phút này nhìn Diệp Thần lại là kinh vi thiên nhân. Giống như thấy ác ma. Diệp Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn một người trong đó, nói thẳng, Hạ Nhược Tuyết cùng với Diệp gia mọi người đang nơi nào. Người nọ hoàn toàn bị dọa, thanh âm run rẩy ta. Ta không biết. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần một trường vỗ ra, hư ảnh lóe lên, ngay tức thì xuyên thấu người kia thân thể. Tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Diệp Thần vừa nhìn về phía còn lại ba người, tiếp tục nói, ta không muốn hỏi lần thứ ba, nói cho ta câu trả lời. Vậy ba người hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lại mạnh như vậy thế, vội vàng nói, Diệp đại nhân, chúng ta thật không biết Hạ Nhược Tuyết là ai. Phía trên người chỉ bất quá để cho chúng ta chiếm lĩnh Diệp gia mà thôi, còn lại sự việc có những người khác phụ trách. Diệp Thần có thể nhìn ra đám người này không có nói láo. Đây ít nhất là một cái tin tốt, Hạ Nhược Tuyết hẳn không ở Diệp gia, trước mắt chí ít an toàn. Chỉ là tại sao Kỳ Tư Thanh không có tìm đám người này? Chẳng lẽ Kỳ Tư Thanh nửa đường vậy xảy ra chuyện? Không phải là không có khả năng này. Diệp Thần cũng không nói nhảm, hỏi tiếp các ngươi sau lưng là ai?
nói cho ta. Nghe được vấn đề này, vậy ba người thần sắc biến đổi, trong mắt lại xuất hiện một tia kiên quyết. Một giây kế tiếp, ba người một trưởng vỗ ở mình ấn đường, ngay tức thì đồng loạt ngã xuống. Diệp Thần nhìn trước mặt ba cổ thi thể, lắc đầu một cái, lại là một đám chết thị. Các ngươi lấy làm cái này ta liền không tìm được các ngươi người sau lưng, buồn cười. Diệp Thần trực tiếp bước vào Diệp gia biệt thự không có một bóng người, bên trong càng là có nồng đậm mùi máu tanh cùng với chiến đấu hơi thở. Không chỉ như vậy, chung quanh hết thảy đều bị phá hoại. Thậm chí lục tung, tựa hồ đám người kia ở Diệp gia tìm gì. Diệp Thần cầm ra túi màu đen đá, đây là luân hồi mộ địa chịu đựng, hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đám người này ở tìm cái này. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, dưới mắt phải mau sớm tìm được Kỳ Tư Thanh cùng với Hạ Nhược Tuyết. Còn như người sau lưng, nếu đi tới Diệp gia, tất nhiên sẽ đến tìm mình. Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, cổ xưa minh văn ở lòng bàn tay quấn quanh. Một giây kế tiếp, một bức họa mặt bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Trong hình là một cái hãng bỏ hoang. Đây cũng là Hạ Nhược Tuyết hơi thở quấn quanh chi địa. Diệp Thần tự nhiên biết cái công xưởng này, đây là hắn cho ám điện lưu hậu thủ, có che đậy trận pháp, vậy cường giả không cách nào rình rập, xem ra Lục Lăng Phong hẳn cầm Hạ Nhược Tuyết đưa tới đây. Nơi này không giống với Diệp gia, cực kỳ ẩn núp, ngược lại là một chỗ ẩn thân tốt. 10 phút sau, Diệp Thần đi tới bỏ hoang công xưởng. Làm hắn đi tới nơi này, diễn cảm bỗng nhiên đọng lại. Bởi vì nơi này trận pháp đã bị phá xấu xa, thậm chí cùng Diệp gia như nhau, có cuồng bạo chiến đấu hơi thở lưu lại. Chiến đấu này hơi thở, lại là đế tôn cảnh. Làm sao có thể, đế tôn cảnh lại hạ xuống hoa hạ. Đột nhiên, Diệp Thần con người đông lại một cái, phát giác cái gì, hắn đi tới một mặt vách tường trên có một đạo đỏ bừng vết máu. Vết máu có chừng một ngày. Hắn đưa tay ra lau một chút, trong mắt lạnh như băng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Đây là Kỳ Tư Thanh máu, xem ra Kỳ Tư Thanh vậy bị thương. Kỳ Tư Thanh chỉ bất quá mới vừa bước vào đế tôn cảnh, nếu như và những cái kia đã sớm bước vào đế tôn cảnh cường giả chiến đấu, tất nhiên thế yếu. Ban đầu Kỳ Tư Thanh muốn tới Hoa Hạ, hắn vốn cho là Hoa Hạ không thể nào có đế tôn cảnh cường giả nhúng tay, bây giờ nhìn lại, hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Thần muốn tiếp tục dùng thuật pháp tìm Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tung tích, nhưng phát hiện thuật pháp căn bản không có dùng. Hai người đầu mối sau cùng chỉ có thể phong tỏa nơi này. Xem ra là vị cường giả kia xóa đi hết thảy. Diệp Thần chau mày, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác vô lực. Hắn ở luyện thể chi địa cố nhiên cường thế, nhưng là đối mặt vấn đề trước mắt nhưng là bó tay. Nên làm cái gì? Ngay tại Diệp Thần sâu tư thời điểm, một đạo thanh âm yếu ớt truyền tới. Điện chủ. Diệp Thần ngẩn ra, chợt xoay người, chính là ở phía xa chú ý tới một cái cơ hồ người nào chết người đàn ông. Người đàn ông này ở rất nhiều thi thể bên trong, rất khó phát hiện. Diệp Thần vội vàng bước nhanh về phía trước, đem người đàn ông này đỡ lên, khi thấy cái này khuôn mặt của nam nhân, Diệp Thần tức giận trong lòng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Ám điện hộ pháp Lục Lăng Phong. Nguyên Giang Nam huyết mai điện người trưởng đà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Lăng Phong và Diệp Lăng Thiên là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Mà bây giờ Lục Lăng Phong bị thương nặng như vậy, nếu như không phải là ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã cưỡi hạc quy tiên. Diệp Thần cưỡng ép chế trụ nội tâm tức giận, từ luân hồi mộ địa lấy ra một viên đan dược trực tiếp cho Lục Lăng Phong ăn vào. Đồng thời, Diệp Thần lấy ra mấy chục cái ngân châm, dẫn động chân khí trong cơ thể, trực tiếp rơi xuống. Diệp Thần võ đạo cố nhiên cường hãn, nhưng là hắn chân chính đáng sợ chính là y đạo thuật pháp. Rất nhanh, Lục Lăng Phong dần dần tỉnh lại, làm xác định thanh niên trước mắt là Diệp Thần, Lục Lăng Phong trong mắt đều là nước mắt và áy náy. Điện chủ, Lăng Phong thẹn với ngươi. Lăng Phong nguyện ý lấy chết tỏ lòng. Diệp Thần lắc đầu một cái, ngươi bây giờ phải làm không phải áy náy, mà là ta đi Côn Lôn hư đoạn này đã đến giờ để chuyện gì xảy ra. Còn nữa, Hạ Nhược Tuyết đi nơi nào? Không phải do ngươi bảo vệ sao? Lục Lăng Phong chống đỡ đứng lên, nhìn một cái chung quanh, quả đấm cầm chặt, giải thích, điện chủ, trước đây không lâu, Hoa Hạ tới một nhóm người,
những người này thực lực cực kỳ khủng bố, ám điện thậm chí còn người bảo vệ đều không cách nào chống lại, bọn họ vẫy tay bây giờ chính là trấn áp vô số cường giả. Bọn họ giống như là ác mộng vậy. Ta biết rõ Diệp gia đã không phòng giữ được, liền đến Hạ tiểu thư tới nơi này né tránh, vốn cho là chí ít có thể chống được điện chủ trở về, lại không nghĩ rằng, đám kia cường giả không biết dùng thủ đoạn gì tìm đến nơi này. Mắt xem ta và Hạ Nhược Tuyết đều phải xảy ra chuyện thời điểm, một cái thần bí thiếu nữ xuất hiện, lấy lực một người đối kháng rất nhiều cường giả. Lại là chu diệt rất nhiều cao thủ. Diệp thần nghe đến chỗ này, chính là đoán được cái này thần bí thiếu nữ chắc là Kỳ Tư Thanh. Phía sau chuyện gì xảy ra? Lục Lăng Phong thận trọng nhìn một mắt Diệp thần, tiếp tục nói, chỉ tiếc, thần bí kia thiếu nữ cố nhiên cường thế, thế nhưng nhóm tiểu nhân hèn hạ lại đối với Hạ tiểu thư ra tay. Thần bí thiếu nữ vì không để cho Hạ tiểu thư bị thương, rất miễn cưỡng ngăn cản một kiếm, thương thế rất nặng. Lại là không địch lại. Sau đó, cái đó thần bí thiếu nữ chỉ có thể chật vật mang đi Hạ tiểu thư, còn dư lại cường giả cũng là đuổi theo, ta bởi vì trọng thương, chỉ có thể ở nơi này sống tạm. Diệp thần trong mắt tràn đầy cơn giận đốt trời. Bây giờ không phải là hai cái kết quả. Kỳ Tư Thanh mang Hạ Nhược Tuyết chạy tới an toàn chi địa. Hoặc là chính là Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đều bị đám người này mang đi. Bất kể là cái nào đối với Diệp thần mà nói đều là cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Phong, đám người này lai lịch ngươi có biết, bọn họ trên mình nhưng có vật đặc biệt. Diệp thần chỉ có thể mượn này tìm đầu mối. Lục Lăng Phong cau mày sâu tư chốc lát, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần, nói thẳng, điện chủ. Đám người kia gọi một vị trong đó ông già là Diệp Đại Nhân, bởi vì và điện chủ cùng họ, cho nên ta khắc sâu ấn tượng. Diệp thần nghe được cái này họ, lại có đế tôn cảnh thực lực, trước mắt chỉ có một câu trả lời. Côn Lôn Hư Diệp gia. Hắn và Côn Lôn Hư Diệp gia có cực lớn liên quan. Năm đó gia gia cũng là bị Côn Lôn Hư Diệp gia gia chủ Diệp Phúc Đông hại chết. Nếu như không phải là bởi vì huyết linh tộc sự việc. Hắn đã sớm đối với Diệp gia động thủ. Chẳng lẽ Côn Lôn Hư Diệp gia tự tìm chết? Dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng là đoán sai, thật muốn xác định, hắn phải tự mình đi một chuyến Diệp gia. Diệp thần không do dự nữa, lấy ra một đống đan dược đưa cho Lục Lăng Phong, những thứ này ngươi nhận lấy, ta muốn đi một chuyến Côn Lôn Hư, Hoa Hạ sự việc trước giao cho ngươi xử lý, chờ ta tìm được Hạ Nhược Tuyết, sẽ quay trở lại một chuyến. Không cùng Lục Lăng Phong phản ứng, Diệp thần nhưng là hoàn toàn biến mất. Côn Lôn Hư, Vạn Nhận Sơn. Diệp gia. Rất nhiều Diệp gia tộc người, đang khẩn cấp thương nghị. Diệp gia gia chủ Diệp Phúc Đông, cùng với hơn 10 vị đế tôn cảnh trưởng lão, cũng ngồi quanh ở cái bàn tròn trước mặt, gần đây Côn Lôn Hư cũng không thái bình, tình huống chiến đấu như thế nào. Lần này, mặc dù là hoàng gia làm chủ đạo, ta Diệp gia vậy xuất lực cũng không nhỏ. Diệp gia hộ pháp trưởng lão đều đi 20 hơn vị, cũng phải thương nghị một chút tình huống. Còn như Diệp Thí Thiên cái này rác rưởi, gần đây một mực mất tích, hoàng gia cũng là bó tay. Diệp Phúc Đông dừng lại chốc lát, lại nói, đúng rồi, Diệp Thí Thiên không tìm được, sư đệ của hắn Diệp Thần ngược lại là cửa đột phá, Diệp Thần đến từ Hoa Hạ, trước đây ta để cho trưởng lão đi Hoa Hạ, tình huống như thế nào? Một vị trong đó ông già đứng lên. Cung kính nói, gia chủ, Hoa Hạ bên kia truyền tới tin tức, bên kia Diệp gia biến mất, vậy Diệp thần ám điện vậy bị thương nặng, hơn nữa chúng ta hiểu được Diệp thần ở Hoa Hạ có một vị hồng nhan chi kỷ. Nếu như đem mang về, chu diệt Diệp thần và Diệp Thí Thiên đều không phải là việc khó, dẫu sao anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Diệp Phúc Đông nhìn một cái vị trưởng lão kia, mặc dù cảm thấy hành động này rất là hèn hạ, nhưng là thời kỳ phi thường do không được bọn họ. Hắn hiếu kỳ nói, đã như vậy, vậy nha đầu có thể mang về Diệp gia. Nghe được câu này, lão kia người trên mặt ửng đỏ, chậm rãi nói, vốn là đã mau muốn thành công, nhưng là chẳng biết tại sao, Côn Lôn Hư 10 lớn một trong thiên tài Kỳ Tư Thanh đột nhiên xuất hiện. Ban đầu phế vật kia Diệp thần chính là một mực ở Kỳ Tư Thanh dưới sự bảo vệ mới sống tạm, lại không nghĩ rằng cái này Kỳ Tư Thanh lại liền Diệp thần người bên người cũng phải bảo vệ. Ta chân thực không nghĩ ra. Lấy vậy Kỳ Tư Thanh thiên phú, lựa chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọn Diệp thần. Bót! Diệp Phúc Đông vỗ lên bàn một cái,
bàn trực tiếp vỡ vụn, Kỷ Tư Thanh cố nhiên là Côn Lôn hư 10 đại thiên tài, nhưng là bàn về thực lực, chúng ta phái đi ra ngoài người hẳn không thua đi, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn không địch lại một cái nha đầu. Lão kia người đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, gia chủ yên tâm, hết thảy cũng đang nắm trong tay bên trong, Kỷ Tư Thanh đã trọng thương, mặc dù mang cái đó gọi Hạ Như Tuyết cô gái rời đi, nhưng là phỏng đoán không trốn thoát quá lâu, người chúng ta định có thể mang về. Diệp Phúc Đông gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt, cái này chuyện nhỏ nếu như không xử lý tốt, người liền cho ta lăn ra khỏi Diệp gia. Tốt lắm, Hoa Hạ sự việc không nói, dưới mắt lần hội nghị này, chúng ta vẫn là thảo luận như thế nào ứng đối Hàn Vân dưới quyền Liên Quân và Quang Minh Điện lúc. Vậy Diệp Thí Thiên ngược lại là như vậy lớn gan ngông là. Thật là khốn kiếp nơi là, không biết mình hèn mọn người à. Vậy dám ra đây giơ cờ lớn phản kháng chư vị huyết linh tộc đại nhân, thật là đáng chết. Trước thảo luận tiền tuyến tình huống chiến đấu đi. Diệp Phúc Đông từ từ nói, Diệp Thanh trưởng lão, ra tới nói một chút đi, thương vong như thế nào. Bẩm báo gia chủ. Một cái mũi ưng người đàn ông trung niên ôm quyền nói, tiền tuyến chiến trường, chủ yếu là Khôn Cốc chi địa. Ta Diệp gia, Hoàng gia cường giả liên hiệp điều động, đối kháng Quang Minh Điện cùng Bách Tông Liên Minh. Hắn dừng lại chốc lát, đưa lên một phần văn kiện cho Diệp Phúc Đông, từ từ nói, Quang Minh Điện, lấy Hàn Vân làm chủ, Huyết Dạ Môn môn chủ là phụ tá, tụ tập Thanh Thiên Môn, Côn Luân Tông cùng môn phái, thực lực rất mạnh. Hoàng gia bên này vậy không ăn cho ngon chỗ, trọng thương cũng hoặc là chết cường giả rất nhiều. Cũng may, chết cường giả bên trong cũng không có ta Diệp gia đế tôn cảnh, lớn hơn đều là đạo nguyên cảnh. Diệp Thanh trưởng lão than thở một tiếng, bất đắc dĩ nhìn vòng quanh tất cả trưởng lão, nói, Hàn Vân và Huyết Dạ Môn huyết kỳ cái này hai cái lão thất phu, không biết dùng cái gì thuật pháp, lại có thể đem chúng ta Diệp gia cường giả bồi dưỡng thành thủ hạ của bọn hắn, lúc này mới xuất kỳ bất ý. Để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Bắt lại Hàn Vân và Huyết Dạ Môn môn chủ không quá có thể, ta cảm thấy vẫn là phải từ Diệp Thí Thiên nơi đó tìm cửa đột phá, nhưng là bây giờ Diệp Thí Thiên vậy mất tích, đầu mối duy nhất lại trở về tại chỗ, vậy Diệp Thần là duy nhất có thể. Thằng nhóc này hẳn tương đối dễ tìm một ít, chỉ là, nghe cái này Diệp Thần thực lực cũng không yếu, hơn nữa cực kỳ cường thế, cũng không phải đèn cạn dầu. Khốn kiếp! Một người vóc dáng mập mạp trưởng lão giận quát một tiếng, một cái tát vỗ vào cái ghế, khí huyết lực nở rộ ra, những thứ này thằng nhóc con thật là muốn phản thiên. Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia ta biết, là Diệp Thiên chính tên phế vật kia nhi tử. Hắn khí được cả người run rẩy, nói, không nghĩ tới, ban đầu tha Diệp Thiên chính phế vật cha mẹ. Ngày hôm nay tên kia xúc sinh cháu trai, ngược lại là làm ra chuyện lớn như vậy. Diệp Thắng trưởng lão. Xin bớt giận, chư vị trưởng lão, gia chủ, bớt giận. Diệp Thanh trưởng lão tiếp tục nói, bây giờ hôm nay, công khai phản kháng huyết linh tộc những đại nhân người, chủ yếu chính là Bách Tông Liên Minh, Quang Minh Điện hai nhà. Bách Tông Liên Minh là Diệp Thần tiểu xúc sinh kia sư phụ, Đoạn Hoài An xây dựng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá hơn 30 vị đế tôn cảnh thôi, không được thể thống, đều là giới tiền hoạn nạn. Còn như cái này Quang Minh Điện. Nhưng là khó khăn. Không chỉ có nguyên bản 10 phái lực, thậm chí âm thầm còn có Thánh Thảo Điện giúp đỡ. Ta Diệp gia và Hoàng gia, khó mà trong thời gian ngắn bắt lại cái này Quang Minh Điện. Phải nghĩ biện pháp mới được. Biện pháp, trong chốc lát, tất cả trưởng lão đều tự suy tính, như lâm đại địch vậy. Cuối cùng, một vị gầy đét trưởng lão, tên là Diệp Nam, nói qua mấy ngày, là chúng ta Diệp gia rổ tổ đại điển đúng không? Trăm năm một lần rổ tổ đại hội, phàm là tất cả mọi người Diệp gia người, vô luận người ở chỗ nào, cũng được chạy về tông miếu. Tham dự lễ truy điệu triều đại tổ tông. Diệp Nam trưởng lão khẽ vuốt râu, mặt lộ mỉm cười, nói, gia chủ, ta có một giải quyết tận gốc kế sách. Giải quyết tận gốc kế sách? Là vì sao kế sách? Mau nói đi. Diệp Phúc Đông những ngày qua cũng vội vàng được bể đầu sứt chán. Tuyệt đại đa số thế gia cũng công khai ủng hộ huyết linh tộc, nhưng thật đang đánh, chân chính ra người xuất lực, vậy chỉ có hắn Diệp gia và Hoàng gia. Hoàng gia gia đại nghiệp đại, trải qua 3.000 năm phát triển. Mặc dù đứng đầu lực lượng xa không bằng Quang Minh Điện, nhưng ở cơ tầng và trung tầng lực lượng cơ hồ là Quang Minh Điện và Bách Tông Liên Minh tổng cộng gấp đôi chi hơn.
Hoàng gia tiêu hao nổi, nhưng là Diệp gia không tiêu hao nổi à? Diệp gia mặc dù là thượng cổ gia tộc, tầng chót lực lượng gìn giữ không thiếu, ví dụ như đế tôn cảnh cường giả, số lượng cũng không thiếu, có thể bọn họ hao tổn không dậy nổi à? Vượt tiếp tục như vậy vượt yếu, giờ phút này Diệp Nam nói có phủ để triều tân kế hoạch, nếu như thành công là được giải quyết trước mắt Diệp gia nguy cơ. Cái gì phủ để triều tân kế hoạch? Diệp Nam, ngươi nói mau đi. Diệp Nam, nói. Không thiếu Diệp gia trưởng lão rối rít nhìn về phía Diệp Nam. Diệp Nam thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, thần giác lăng lệ, từ từ nói, Bách Tông Liên Minh, Quang Minh Điện, Hàn Gia, Thánh Thảo Điện đợi một chút, thậm chí bao gồm tạm thời phong chấn chấn đan hư, nhìn như rắc rối phức tạp, trên thực tế đều cùng một người hoặc hơn hoặc ít có chút liên lạc. Đó chính là Diệp Thần. Chư vị lại nghe ta từng cái nói tới. Bách Tông Liên Minh, môn chủ Đoạn Hoài An là Diệp Thần sư tôn, phó môn chủ là Diệp Thần đã từng là thủ hạ. Quang Minh Điện, Hàn Vân là phó điện chủ, Huyết Kỳ cũng là phó điện chủ. Nghe nói Hàn Vân và cái này Diệp Thần quan hệ không cạn. Bọn họ người tâm phúc, chính là Diệp Thần. Diệp Nam ho khan hai tiếng, dọn dẹp ý nghĩ, nói cho nên, cho ra như vậy một cái kết luận. Bách Tông Liên Minh, Quang Minh Điện đều cùng Diệp Thần có liên quan. Còn như Đan Hư Tháp, theo tin tức mà nói, Đan Hư Tháp thôi ra đã cả nhà tiêu diệt ở Diệp Thí Thiên trong tay, sau này Diệp Thần cũng trở thành chấn Đan Hư luyện đan sư cấp cao nhất, hai vị đan tôn vậy lấy Diệp Thần làm thủ lãnh. Cho nên, nhất mấu chốt nhất chính là Diệp Thần. Hắn cầm ra một phần gia phả, rõ ràng chỉ, Diệp Thiên Chính, ba chữ, nói, nếu quả thật phải nói, Diệp Thần cha Diệp Thiên Chính chính là ta Diệp gia người, Diệp Thần gia gia. Gia chủ ban đầu tự mình đem hắn đuổi ra khỏi, càng làm cho hắn thống khổ chết. Hiện nay, chúng ta chỉ cần phát một phần thư cho Diệp Thần, mời hắn mấy ngày sau tới tham dự giỗ tổ đại điển. Hơn nữa, để cho gia gia hắn và phụ thân, thậm chí còn hắn trở về gia tộc. Lấy Diệp Thiên Chính tính cách, tất nhiên sẽ khuyên Diệp Thần tới đây tham dự. Coi như bọn họ cự tuyệt, Diệp Thần nếu như biết ban đầu gia gia hắn chết, vậy sẽ đích thân bước vào Diệp gia. Đến lúc đó chúng ta tới cái cá trong chậu như thế nào? Cái này ngược lại là tốt kế hoạch. Diệp Phúc Đông đã biết được kế hoạch vì sao, trước mắt lóe lên lạnh như băng sáng bóng, lạnh lùng nói, đem Diệp Thần đưa tới, lấy Diệp ra con cháu thân phận, hạn định chỉ có thể hắn và Diệp Thiên Chính, hai tên xuất sinh tới đây. Tay hắn chỉ vô cùng phong phú có gõ nhịp, cứ như vậy, chính là hai người phụ tử bọn hắn, nhập ta Diệp ra. Đến lúc đó, chư vị trưởng lão, hộ pháp, thậm chí điều khiển một ít hoàng gia đế tôn cảnh tới đây. Ta còn chưa tin, lấy ta Diệp gia lực, còn không cách nào chu diệt cái này hai cái rác rưởi. Một khắc sau, Diệp Phúc Đông liền nhìn về phía Diệp Thanh trưởng lão, nói, phần này thư, do người đi. Nhớ lấy, nói mình không phải ta chỉ mời Diệp gia con cháu, về nhà rổ tổ. Diệp Thanh trưởng lão đứng lên, nhận lấy Diệp Phúc Đông thân bút viết thư. Mặt lộ mỉm cười nói, được, ta hiểu ý, gia chủ. Hắn nói nhỏ mấy câu, Diệp gia con cháu trở về rổ tổ, không tệ, là trở về rổ tổ. Nếu trở về rổ tổ, tự nhiên chỉ có thể là Diệp gia con cháu. Những người khác không được tới đây, như vậy tới một cái, không phải là Diệp Thiên Chính và Diệp Thần hai người mà. Hàn Vân cũng không thể nhúng tay. Không có Hàn Vân, Diệp Thần hơn nữa hắn vậy không hiểu tu luyện phụ thân. Làm sao xoay mình? Liền là chân tránh cá trong chậu. Lớn như vậy Diệp gia, còn không đối phó được cái này hai tên. Lúc này, Diệp Thanh trưởng lão rời đi phòng họp, chạy thẳng tới Quang Minh Điện đi. Mặc dù bọn họ không biết Diệp Thần tung tích, nhưng là Hàn Vân và Quang Minh Điện người dĩ nhiên là biết. Những người này tự nhiên sẽ đem tin tức truyền về đi. Hiện nay, mặc dù không có bùng nổ hoàn toàn đại chiến, nhưng Hoàng gia và Diệp gia, cùng với Quang Minh Điện đều ở đây Côn Lôn Hư một cái kêu là Khôn Cốc địa phương đối lập, thành thế thật lớn, trên căn bản lấy đế tôn cảnh làm chủ, đạo nguyên cảnh là phụ, xen lẫn nhiều hư vương cảnh tu sĩ. Đây chính là lớn tác chiến, Quang Minh Điện ở giữa các phái cũng đem hết toàn lực, đem có thể sai phái trong thấp cảnh giới người cũng phái đi lên. Tới một cái, Diệp Thần không có ở đây, nhưng không thể không đánh, cho nên mượn này ngưng tụ chiến lực. Thứ hai, cũng là vì tuân theo Diệp Thần lý niệm,
thông qua đối chiến tới chọn lựa ra đem đi đối phó huyết linh tộc lực lượng trung kiên, tiến hành đào tạo. Diệp ra trong phòng họp. Diệp Phúc Đông nhẹ mân một hớp trà đắng, mặt lộ nụ cười, nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói rổ tổ đại điển chính là Hồng Môn Yến. Còn như cái này Hồng Môn Yến, chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu người đâu? Hắn giang tay ra tỏ ý tất cả trưởng lão thoáng mát nói. Gia chủ, nghe Diệp thần xúc sinh kia vượt cấp năng lực cực cao. Diệp tần trưởng lão suy tư nói, đã từng ở thành Thiên Tuyệt bên ngoài đối kháng qua 8 đại phái trưởng lão, hơn nữa đại thắng hoàn đem 8 phái thu phục, dĩ nhiên không loại bỏ có Diệp Thí Thiên giúp tình huống. Nhưng là, ta cảm thấy có thể triệu tập bao nhiêu người, liền triệu tập bao nhiêu người đi. Ta Diệp gia thành lập đã nhiều năm như vậy, một ít lão bối nhân vật và bên trong tộc thiên tài cũng có thể đánh một trận. Thế hệ trước đế tôn cảnh ta đề nghị bày trận, lấy trận pháp khốn giết Diệp thần. Lớn như vậy Diệp gia, trải qua năm tới tích lũy, đế tôn cảnh quả thật không phải số ít. Thậm chí có một bộ phận thực lực còn mạnh hơn Diệp Phúc Đông. Côn Lôn Hư Diệp gia ở rất nhiều thế lực và trong gia tộc thuộc về cảm giác tồn tại thấp một loại kia, chỉ vì là Diệp gia vô cùng khiêm tốn. Ở thời đại thượng cổ, trời xuống vẫn thạch, Diệp gia từ một cái gia tộc nhỏ quật khởi, sau lưng quá mức thần bí. Khiêm tốn có thể để cho Diệp gia cơ nghiệp dài xanh lơ, đây là Diệp gia thứ nhất đời tổ tiên lưu lại di chúc. Thượng cổ Diệp gia chính là thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh đều có không thiếu. Mặc dù trải qua thượng cổ đại chiến sau đó, đế tôn cảnh trở lên toàn bộ chết trận, nhưng đế tôn cảnh vậy bảo tồn được không ít người. Những người này đều là triều đại trưởng lão, ví dụ như mỗi một đời gia chủ đều sẽ có rất nhiều con cháu, chính giữa chỉ có một sẽ trở thành là gia chủ, những thứ khác con cháu cũng sẽ trở thành là trưởng lão. Nhất là năm 2000 trước, Diệp gia thông qua hoàng gia, hướng huyết linh tộc đầu hàng sau liền lại nữa cần cống hiến đế tôn cảnh cho huyết linh tộc. Muốn cung cấp số người vậy đều phân cho Đạo Tông và Côn Luân Tông. Cho tới này tiêu người dài, Diệp gia mỗi đời đế tôn cảnh tự nhiên tăng trưởng, lại không cần cống hiến đế tôn cảnh cho huyết linh tộc. Hai tướng tăng trưởng dưới, còn như chỉ cần một Diệp gia đều đủ để sánh bằng 2-3 cái đại phái. Côn Luân Hư Diệp gia, tỏa sáng tân sinh, không giống với thượng cổ Diệp gia, thành lập đến nay đã trải qua 7 đời. Mỗi một đời đều có đế tôn cảnh trưởng lão ra đời. Diệp tần trưởng lão từ từ nói, ta đề nghị, 7 đời trưởng lão dùng thất dạ phân thần trận tới 7 trận, thất dạ phân thần trận trong phân là 7 bộ phận, mỗi một số từ một đời trưởng lão tới tạo thành. Thất dạ phân thần trận, có thể khốn địch, giết địch. Chính là ta Diệp gia truyền thừa trận pháp, đế tôn cảnh hợp kích phát động trận này, chính là nhập thần cảnh cũng có thể đánh một trận. Hành động này sẽ hay không quá mức chuyện bé xé ra to. Một cái mập trưởng lão nhìn hờ hững nói, chính là một cái con cháu thế hệ người mà thôi, chưa đến nỗi như vậy đi. Hắn trong lòng hừ lạnh, cái này Diệp thần cố nhiên có chút Diệp gia máu tươi, nhưng là cũng không bị Diệp gia thừa nhận. Cho dù hắn thành tựu bây giờ mạnh hơn nữa, vậy không đổi được là phế vật sự thật. Phải dùng tới đem triều đại trưởng lão cũng từ nơi bế quan mời đi ra. Phát động đã từng có thể đồ thần tắt Phật thất dạ phân thần trận. Buồn cười, cực kỳ buồn cười. Vị này mập trưởng lão quanh thân lưu chuyển nhàn nhạt thanh quang, mơ hồ có cổ khí khái bế nghĩa thiên hạ, bất ngờ cũng là một vị đế tôn cảnh thất tầng thiên nhân vật cái thế. Hắn đại đạo hình thức ban đầu, đã hoàn thành 70%, chính là thanh mộc chi đạo. Thanh mộc chi đạo, chính là một hệ đại đạo hình thức ban đầu, có miễn cưỡng không ngừng lực. Một khi tu luyện tới trình độ cao nhất, chỉ cần không lập tức bị đánh chết, là có thể khôi phục rất nhanh tới đây, cũng coi là Diệp gia cột trụ một trong. Hắn chính là đương thời Diệp gia thất trưởng lão, Diệp Vô Song. Huống chi, từng cái chính là Diệp thần, bàn về bối phận. Hẳn là ta cháu bốn đời đi, cái này cùng con kiến hôi, có cái gì tốt sợ hãi. Diệp Vô Song tựa vào trên vách tường, một mặt ngạo nghễ, phất tay một cái nói, gia chủ. Trận pháp không cần bố trí, để cho ta ra tay, đến lúc đó dẫn Diệp thần và Diệp thiên chính đi vào, ta trực tiếp đánh chết bọn họ. Quang Minh Điện và Bách Tông Liên Minh. Tất nhiên sẽ tán. Diệp Vô Song, ngươi lấy là ta chuyện bé xé ra to. Diệp tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ta biết ngươi thực lực cường đại, ngay cả là Hàn Vân, ngươi cũng dám đánh một trận, nhưng là Diệp thần, không phải chuyện đùa.
các ngươi thật lấy là, cái này là các ngươi đời sau ở giữa đời sau. Cháu trai, thật lấy là dễ khi dễ đâu, vậy 10 đại môn phái làm sao sẽ cam tâm đi theo hắn à? Từ các nơi tới xem, Diệp Thần rất rõ ràng kiêu hùng hạng người, trừ các phái đạo truyền đệ tử, quả quyết sát phạt, thu trưởng môn các phái, lại là thủ đoạn cao siêu, một mình ngươi đế tôn cảnh thất tầng thiên, đích xác có thể đánh ra đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp chiến lực, nhưng nếu là một chiêu sai lầm, sợ rằng sẽ đưa tới Diệp Thần dẫn quang minh điện công phá Diệp gia à. Diệp Thần, sớm đã không phải là năm xưa đơn đả độc đấu thanh niên à. Hắn bây giờ là quang minh điện điện chủ. Vì sao là quang minh điện? 12 môn phái hội tụ chi đồ vật khổng lồ, mấy trăm tiểu tông phái thần phục thành tâm ra sức chi cung điện. Mà nay muốn tiêu diệt quang minh điện cái này cùng vật khổng lồ điện chủ, một người đi lên, đánh chết Diệp Thần khá tốt, đánh không chết ngươi liền được đối mặt Diệp Thần điên cuồng trả thù à. Hụ hụ hụ. Diệp Vô Song, Diệp Phúc Đông ho khan mấy tiếng, tỏ ý Diệp Vô Song ngồi xuống, hỏi, ngươi luyện thể kỳ nhiều ít cấp. Khá tốt, phách thể kỳ cấp 3. Diệp Vô Song vặn vẹo một cái cổ, làm xốp gân cốt nói, ta tu luyện hơn 600 năm, dựa vào tổ tiên lưu lại bảo vật, cũng coi là độ tiến triển cực nhanh. Tin tưởng không bao lâu nữa, ta cũng có thể đi theo huyết linh tộc, ngang dọc tinh không. Còn như Diệp Thần cái này hậu bối, giao cho ta đối phó đi liền. Ta dùng gia quy xử tử hắn. Một cái hậu bối, lấy cái gì đấu với hắn? Ngay tại lúc này, một vị Diệp gia trưởng lão đột nhiên hỏi, gia chủ, vậy chúng ta thật muốn cầm tên kia xếp hạng bỏ vào tổ miếu. Vẫn là nói trực tiếp đối với Diệp Thần ra tay. Nếu như người sau, truyền đi sẽ hay không có chút khó nghe. Hừ, Diệp Phúc Đông suy tư hồi lâu, đôi mắt thâm thúy, nói, như vậy, Diệp Thần phải về tới rổ tổ, chúng ta cho hắn ba cửa, thông qua ba cửa liền để cho hắn đem ra ra mình bài vị, bày đặt ở tổ miếu bên trong. Lá dụng về cội. Mấu chốt hắn phải có cái này tư cách. Chắc hẳn, Diệp Thần cũng muốn ra ra mình xếp hạng, đứng ở tổ tông từ đường trên. Mà Diệp Thần tiểu xúc sinh này, muốn đem ra ra mình xếp hạng, trở về từ đường, nhất định phải thông qua ba cửa. Diệp Vô Song. Ngươi thành tựu ải thứ hai thí sinh. Diệp Phúc Đông thần sắc lãnh lạt, nắm trong tay một cái gia tộc lớn nhiều năm như vậy, khởi sẽ không có chút thủ đoạn. Huống chi, từ Diệp Thần khuấy loạn mưa gió sau đó, hắn liền hoàn toàn vận dụng triều đại bảo tồn được nội tình. Rất nhanh, mấy tháng thời gian, hắn liền lợi dụng những thứ này nội tình, một lần hành động đột phá đến đế tôn cảnh tam tầng thiên. Dĩ nhiên những thứ này nội tình, cũng không vậy. Có đạo nguyên cảnh mấy cái, đạo cung cấp hắn hấp thu, cho nên hắn không cần tu luyện, nước chảy thành sông tự nhiên mà thành. Đồng thời, còn có hai cái đế tôn, đại đạo hình thức ban đầu, để cho hắn thu nạp, khiến cho được hắn bước vào đế tôn cảnh sau có đại đạo hình thức ban đầu chiến lực gia trì. Chỉ là loại nội tình này, cho dù hoàn toàn mở đi ra, cũng bất quá là thúc dục sinh ra hơn 10 vị đế tôn cảnh thôi. Những thứ này nội tình, tùy tiện một cái, đều đủ để sánh bằng một cái tiểu tông phái. Đạo nguyên cảnh, đạo, cần đem đạo nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đánh chết, ở mới vừa thời điểm chết, đem, đạo lực, bóc ra bảo đảm. Giống như là một cái, đạo, liền cần một cái đạo nguyên cảnh cường giả, làm giá. Còn như đế tôn cảnh, đại đạo hình thức ban đầu, cũng là như vậy, một cái, đại đạo hình thức ban đầu, liền phải tiêu hao một cái đế tôn cảnh. Đã nhiều năm như vậy, Diệp gia cũng chỉ tồn hạ tới mười mấy cái đại đạo hình thức ban đầu, mấy chục con đường lực thôi. Đây là đứng đầu gia tộc nội tình, phổ thông thời điểm bề ngoài lực lượng có lẽ không bằng gia tộc mới trỗi dậy, thậm chí xa xa không bằng, chỉ khi nào vận dụng nội tình, đủ để ngay tức thì phản siêu gia tộc mới trỗi dậy 10 lần. Giống vậy, khởi động nội tình, tự nhiên cũng có không thiếu cường giả cái thế xuất quan, xuất hiện. Ví dụ như Diệp Vô Song, chính là vận dụng mình cái này nhất mạch nội tình, nhất là nhiều hung thú máu tươi, mới đưa mình luyện thể cảnh giới đột phá đến phách thể kỳ cấp 3, khí huyết qua dù sao cũng. Ải thứ hai. Vậy ải thứ nhất và ải thứ ba, gia chủ muốn để cho ai tới? Diệp Vô Song hỏi thăm. Hắn ôm tay, bất thình lình nói một câu, dĩ nhiên, Diệp Thần và Diệp Thiên Chính hai thằng nhãi con, cuối cùng xử tử bọn họ, phải do ta tới. Ban đầu, Diệp Thần, Diệp Thiên Chính cái này nhất mạch người Diệp gia,
chết hầu như không còn, lại bị Diệp Phúc Đông đoạt quyền, từ chủ mạch đổi là chi nhánh. Cho nên, cho dù cùng bọn họ thân nhất người Diệp gia, cũng chỉ là Diệp Vô Song cái này nhất mạch. Diệp Nam Thiên đi. Tên này trăm năm trước từng theo huyết linh tộc các tiền bối tu tập công pháp và huyết linh bí thuật. Diệp Phúc Đông mặt lộ nụ cười, nói ta người em trai này à, lại là chém lấy được đế tôn cảnh hơn trăm vị. Như vậy cái thế chiến tích, huyết kiếm môn những đại nhân vậy ban thưởng hắn một ít bảo vật và cơ duyên. Từ trăm năm trước trở lại Côn Lôn hư sau liền một mực đang bế quan, gần đây xuất quan, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng chiến lực tuyệt đối khủng bố. Hắn nhìn về phía cạnh cửa, nói, mời ra đây. Loảng xoảng. Cửa kim loại thông suốt giãn nứt ra, ngay sau đó cuồng gió thổi một cái, liền hóa thành đạo đạo phấn vụn. Một cái áo bào tím thanh niên người thông suốt đi tới, lạnh như băng đôi mắt dường như muốn đem thế gian hết thảy tiêu diệt, quanh thân tản mát ra một cổ bất bại chiến ý, giống như là một vị hàn băng chiến thần từ viễn cổ đi ra vậy, cầm trong tay hàn băng trường thương, tản mát ra khí lạnh đem đất mặt. Mặt tường đông. Hắn từ từ đi tới, không có chút nào diễn cảm, thậm chí mắt nhìn xuống tất cả trưởng lão, nói, Diệp gia đời thứ bảy trưởng lão, Diệp Nam Thiên. Đơn giản mấy chữ, không có bất kỳ nói nhảm. Diệp Nam Thiên chính là ta người Diệp gia kiệt một trong. Đã từng lấy lực một người, tàn sát 30 vị đế tôn cảnh cường giả. Diệp Phúc Đông khá cái cảm giác thần bí nói, về phần cảnh giới, đế tôn cảnh tầng 6. Diệp thần không có chút nào phần thắng, mấu chốt hắn đánh lại cầm cấp một tiên khí hàn băng chiến thương. Do hắn tới chấn giữ ải thứ nhất, trông nom Diệp thần cho giỏi. Hắn vỗ Diệp Nam Thiên bả vai, cười nói, ta tin tưởng, người nhất định đúng cái thằng nhóc này rất có hứng thú. Bất quá, muốn hết sức, đem tiểu xúc sinh này diệt. Người nếu như nương tay, một năm sau huyết linh tộc những đại nhân kia nơi đó, cũng không tốt giao phó à. Diệp Phúc Đông kêu lên từng cái ẩn núp cấp cường giả khác, bất kỳ một người nào đều có thể tùy tiện bóp chết hắn, nhưng hắn là gia chủ, cũng có tuyệt đối quyền lực điều động bọn họ. Cái này lần là đứng đầu gia tộc. Tùy tiện đi ra một người, đều đủ để khiếp sợ ngoại giới, truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc, không có một cái là có thể tùy tiện khinh thị. Nhất là hoàng gia, mặc dù đứng đầu chiến lực cảnh giới tối cao bất quá đế tôn cảnh bát tầng thiên. Nhưng chiến lực chân chính sợ rằng chính là Hàn Vân cũng không địch, Hàn Vân vậy không có được huyết linh tộc hỗ trợ, không thể nào giống như là Diệp Thiên Nam như vậy, bị mang tới ngoại vực tham chiến, lấy được cơ duyên. Cho nên, giống như là Diệp Nam Thiên tên như vậy, mặc dù hơn trăm tuổi, nhưng ở Côn Lôn hư trăm tuổi đến 200 tuổi trong thế hệ này, hắn có thể nói vô địch. Vậy ải thứ ba đâu? Diệp Vô Song hỏi, ải thứ nhất là Nam Thiên, ải thứ hai là ta. Ải thứ ba có phải hay không được tìm một cao cấp cường giả chấn giữ? Tự nhiên, Diệp Phúc Đông mặt lộ mỉm cười, nói ải thứ ba tự có thí sinh, dĩ nhiên, thật ra thì còn có cửa thứ tư, chính là chúng ta toàn bộ đế tôn cảnh trưởng lão, nếu như ba cửa tất cả chiến bại, liền do toàn bộ đế tôn cảnh trưởng lão, bố trí thất dạ phân thần trận câu liền chung quanh long mạch, dẫn động đại trận, chu diệt Diệp thần và Diệp thiên chính. Hắn biết mình năm đó thành tựu. Hắn hại chết Diệp thần ra ra, lại đem Diệp thần một nhà trục xuất khỏi cửa. Phần này lương tử coi như là hoàn toàn kết làm. Hoặc là Diệp thần chết, hoặc là hắn mất. Còn như ám sát, đánh lén. Loại phương pháp này trên căn bản đối với Diệp thần không có hiệu quả. Cái người khác đi ám sát Diệp thần giống như là chịu chết, một số đông người đi ám sát, vậy thì không gọi ám sát, hơn nữa địa hình không chiếm theo ưu thế, một khi bị Diệp thần gọi người. Có thể toàn bộ Diệp gia đế tôn cảnh, đều có bị tiêu diệt có thể. Cho nên, đem Diệp thần lừa gạt tới Diệp gia tham gia lễ truy điệu, hơn nữa lấy Diệp gia con cháu giọng, triệu hồi Diệp gia con cháu, tránh Diệp thần mang thủ hạ và người giúp. Đến lúc đó ở nhà mình chủ trận chiến đấu, còn không tin không bắt được Diệp thần và Diệp thiên chính hai người. Ải thứ ba thí sinh. Cùng cần ải thứ ba thời điểm, ta sẽ để cho hắn đi ra. Coi như hắn Diệp thần vận khí tốt, phá vỡ ải thứ nhất ải thứ hai, nhưng là ải thứ ba tuyệt đối là hắn cả đời cũng ngửa mặt trông lên không tới tồn tại. Ở đó trước mặt người, hắn mạnh hơn nữa, cũng là con kiến hôi. Tốt lắm, các vị trưởng lão, tận lực điều đi chủ lực trở về đi. Diệp Phúc Đông nói, khôn cốc chiến trường tạm thời giao cho hoàng gia,
Ta Diệp gia chuẩn bị tru diệt Diệp Thần, bây giờ không nên đi bắt sống Diệp Thần, mà là muốn đánh chết Diệp Thần. Tuân lệnh. Gia chủ. Tán sẽ, tất cả trưởng lão đáp lại một tiếng liền mỗi người rời đi. Côn Lôn hư khôn cốc chính là một phiến to lớn lồng chảo, trùng điệp hơn 10.000 bên trong, đều là rừng rậm, vốn là Côn Lôn hư một cái tông môn đặc biệt dùng cho ngự thú, chỉ là 3.000 năm trước huyết linh tộc mang đi khôn cốc tất cả cao cấp hung thú, cho tới khôn cốc gần như không có sinh vật sống sót. Những năm này đã qua, một ít lẻ tẻ hung thú, năm đó tu vi đặc biệt thấp yêu thú tu luyện đến cảnh giới cao, phát hiện khôn cốc địa thế không tệ, liền cũng dẫn tộc quần tiến vào khôn cốc chi địa. Chỉ là Hoàng gia và Quang Minh Điện bùng nổ đại chiến sau. Sở dĩ bách kế hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh hung thú. Ban đầu bị hai bên đế tôn cảnh giao thủ dư âm chấn động giết, còn như những thứ khác hung thú, hoặc là bị bắt, hoặc là bị đánh chết. Lớn như vậy khôn cốc rừng rậm đã biến thành đầy đất khô cằn. Đồ hai bên, mỗi người chú đóng ở lều trại, hai bên giống như chân chính quân đội tác chiến vậy, chỉ là số người thưa thớt. Mỗi người chết một số người, Hoàng gia vô tình tiêu diệt Quang Minh Điện, muốn giảm nhỏ tổn thất, Quang Minh Điện vậy bởi vì không có Diệp Thần lãnh đạo, cho nên không có ổ ạt tấn công. Trước mặt, đều là lấy hai bên thấp cảnh giới đệ tử, chém giết lẫn nhau làm chủ. Bịch bịch, phịch, một phiến Temeri phân bay, hai bên phản hư cảnh đệ tử chém giết chung một chỗ. Hai bên tu vi khá cao người, Quang Minh Điện bên này Hoàng Ngũ Thương, Hoàng Chiến Thiên và Thanh Kiếm Trấn giữ chiến trường, Hoàng gia bên kia là đời thứ 9 trưởng lão Trấn giữ, giống vậy đều là đế tôn 2 tam tầng thiên. Diệp Thần khi biết được Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh mất tích có thể và Diệp gia có liên quan, liền lập tức từ Hoa Hạ đi tới Côn Lôn Hư. Dĩ nhiên hắn vậy tùy thân mang theo một đám cao cấp yêu thú cường giả. Đối với hắn mà nói, luân hồi mộ địa màu đen đá xuất từ Côn Lôn Hư Diệp gia. Vậy thì chứng minh Côn Lôn hư Diệp gia tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản. Bỏ mặc Côn Lôn hư Diệp gia ở hai nữ mất tích trong sung làm dạng gì nhân vật, như hắn Diệp Thần nghịch lân bị nửa điểm tổn thương, hắn liền muốn Côn Lôn hư Diệp gia bỏ ra đau thương giá phải trả. Hắn vốn định trực tiếp đi Côn Lôn hư Diệp gia, nhưng là nghe tới Quang Minh Điện sự việc, vẫn là dự định trước chạy tới. Diệp Thần giờ phút này mang mặt nạ, đã xuất hiện ở Côn Lôn hư khôn cốc. Hắn xuất hiện, ngay tức thì hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại cho người một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ, làm người ta không đoán ra. Hoàng gia đời thứ 9 trưởng lão, ngưng mắt nhìn xa xa mà đến mặt nạ thanh niên, bất ngờ thần sắc đại biến, phẫn nộ quát Diệp Thí Thiên. Ngươi lại còn dám tới nơi này, tốt, tốt vô cùng. Hắn đột nhiên rút kiếm lên, thuận thế bổ ra một kiếm. Kiếm quang ở giữa không trung ngưng kết là một đạo cuồng bạo hư ảnh, tản ra sáng chói sáng bóng và vô tận lần lượt thay nhau kiếm khí, có cái thế oai, tựa hồ là phải đem Diệp Thần trấn áp, người tiểu súc sinh này, đầu độc lòng người, hại ta Hoàng gia thứ 10 đời thanh niên, tiêu diệt hầu như không còn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hoàng Chiến Thiên, Hoàng Ngũ Thương đều là Hoàng gia thứ 10 đời. Hắn là đời thứ 9, đế tôn cảnh tam tầng thiên, ngưng cốt kỳ cấp 5. Chiến lực coi như cùng cấp khá mạnh. Lúc nào, cái này cùng phế vật, cũng dám cùng ta là địch. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tùy ý với tay nhất khích, hội tụ tới vô cùng lực lượng, trực tiếp ngưng kết là một con màu vàng cánh tay, che phủ xuống, giống như là hoang cổ người khổng lồ vậy che phủ thiên địa, không thể ngăn trở. Từ luyện thể chi địa đi ra, hắn thực lực đã sớm xưa không bằng nay. Bót sát. Một đạo thanh thúy tiếng nổ truyền ra. Kiếm quang đông lại hư ảnh trực tiếp vỡ ra, màu vàng cánh tay rơi xuống, lúc này liền đem Hoàng gia trưởng lão đánh thành thịt vụn. Một đám Hoàng gia thứ 11 đời, 10 đệ tử đời thứ 2 thần sắc hoảng sợ, đều không dám ra tay. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Hoàng Ngũ Thương và Hoàng Chiến Thiên lúc này quỳ xuống, trong con ngươi tràn đầy tôn kính, chút nào không dám lỗ mãng. Hôm nay bọn họ cũng có đế tôn cảnh nhị tầng thiên tu vi, cũng coi là rất nhanh, thiên tài chân chính tiến vào đế tôn cảnh sau tu luyện cũng sẽ rất mau, nhất là đế tôn cảnh giai đoạn trước, đến một cái ba tầng rất là dễ dàng, phía sau thất tầng thiên sau này, chính là chân chính muốn nhìn thiên phú. Dĩ nhiên, hoàng gia đệ tử mặc dù hơn, đế tôn cảnh vậy hơn.
nhưng tuyệt đại đa số đều là đế tôn cảnh hai tam tầng thiên, chủ yếu là không có chút nào chiến ý. Những năm gần đây hoàng gia điều động, gia tông phái, gia tộc tất nhiên, để cho bọn họ rất khó trải qua cuộc chiến sinh tử, cho dù thiên phú không kém, cũng khó mà đi lên. Diệp tiền bối. Sớm liền nghe Diệp tiền bối chính là Diệp thần điện chủ chi sư huynh. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống vật thường. Thanh kiếm hơi ôm quyền, mấy ngày nay hắn tư tưởng tháo ra, thành tựu đế tôn cảnh tứ tầng thiên, nhưng đối mặt Diệp thần lúc, cảm giác được không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí so với lúc trước thấy Diệp thần lúc, còn muốn không có sức. Hắn quan sát tỉ mỉ Diệp thần chung quanh những thứ này, người, không khỏi được sinh lòng động một cái yêu thú. Tốt hơn yêu thú cường đại. Những thứ yêu thú này, toàn bộ đều là đế tôn cảnh. Cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc thân phận gì, lại có nhiều như vậy yêu thú đi theo. Hơn nữa, đứng ở Diệp Thí Thiên bên người hai tôn yêu thú. Một tôn người mặc thanh bào, mơ hồ có long khí kèm theo, hiển nhiên là một tôn chân long, tuyệt không phải mềm yếu hạng người. Ngoài ra một tôn thân mặc áo bào trắng, nhìn như người trung niên hình dáng, nhưng lại như nhau có long khí, tuy yếu hơn một cái một ít, vậy tuyệt không phải suy nhược hạng người. Diệp Thí Thiên. Rốt cuộc nơi nào khai ra những thứ yêu thú này? Diệp Thí Thiên và Diệp Thần chính là sư huynh đệ, vậy bọn họ sư tôn lại là ai? Có thể dạy đạo ra như vậy mạnh mẽ sư huynh đệ, sợ rằng thật là ngoại vực tuyệt thế cường giả. Thanh kiếm miễn lễ, còn lại hai người vậy đứng lên đi. Diệp Thần phất tay một cái, tỏ ý bọn họ ba người đứng lên, lại nhìn về phía trên đất quỳ trên trăm cái hoàng gia đệ tử, liền hỏi, những người này. Chuyện gì xảy ra? Bẩm báo chủ nhân. Những thứ này là hoàng gia thứ 10 nhất đại đệ tử và thứ 12 đời, 18 đại đệ tử. Diệp thần thuận thế nhìn sang, nói, những thứ này hoàng gia đệ tử, nhưng có đầu hàng ý nghĩa. Hoàng chiến thiên ôm quyền tỏ ý, ngay sau đó tiến lên hướng về phía rất nhiều hoàng gia đệ tử, mắng, người cùng còn không đầu hàng sao? Ta và các ngươi hoặc hơn hoặc thiếu biết. Cũng không nguyện ý thấy được các ngươi chiến chết ở chỗ này, huống chi ta chủ là tuân theo đại nghĩa, đối kháng vạn ác thủ lĩnh huyết linh tộc. Ngươi cùng còn không đầu hàng à? Mau đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Không đầu hàng, một cái hoàng gia đệ tử bất ngờ hô, hoàng chiến thiên, ngươi uổng là chúng ta thúc thúc, nhưng phản bội hoàng gia. Không đầu hàng. Không đầu hàng, huyết linh tộc những đại nhân rất nhanh đánh đến nơi. Bây giờ đầu hàng gia nhập các ngươi, tương lai chính là muốn chết. Bót! Một con long chảo che phủ xuống, trực tiếp đem đất mặt vỗ nứt ra tới, tất cả hoàng gia đệ tử, toàn bộ tiêu diệt. Là Bách Chiến Yêu Vương ra tay. Bách Chiến Yêu Vương thực lực gì, nó lực lượng, những thứ này hoàng gia người lấy cái gì ngăn cản? Không có tư cách. Diệp thần khẽ gật đầu, những thứ này hoàng gia đệ tử tu vi không cao, tương lai không có tác dụng. Vẫn còn làm tay sai làm được như thế thoải mái, vậy cũng không cần phải để lại. Hắn nói, đi, Hoàng Chiến Thiên, mang ta đi gặp những người khác. Nghìn mét ra ngoài một tòa cung điện bên trong. Hàn Vân chấn giữ, Diệp Lăng Thiên là phụ, hiện nay Diệp Lăng Thiên vậy nhanh chóng lên cấp đến đạo nguyên cảnh đỉnh cấp, đương nhiên là nhờ Hàn Vân phúc. Cho dù là bên cạnh đứng Diệp Lạc Nhi cũng là nửa bước đế tôn cảnh, hắn hai người chúng ta là Diệp thần người bên cạnh. Hàn Vân tự nhiên lấy ra gia tộc nội tình, đem bọn họ nhanh chóng thúc sanh đến cảnh giới này, dĩ nhiên thúc sanh đến cảnh giới này, không đại biểu có này cảnh giới chiến lực, nhưng là đủ để tự vệ. Chủ nhân, điện chủ, Diệp Lạc Nhi và Diệp Lăng Thiên đồng thời đứng dậy tới, kinh ngạc vui mừng hướng Diệp thần nửa quỳ xuống. Thời khắc này Diệp thần, đã rút đi mặt nạ, khôi phục lại Diệp thần thân phận, vậy kinh được rất nhiều thủ hạ hoảng sợ. Không nghĩ tới mình vương chủ hòa ngoại giới thiên tài Diệp thần, lại là một người. Đứng lên, Diệp thần đỡ bọn họ, cười nói, những ngày qua khổ cực các ngươi. Điện chủ, không phụ kỳ vọng, đầu dựa vào huyết linh tộc mấy chục gia tộc nhỏ, thuộc hạ đã toàn bộ phá hủy. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói, thuộc hạ dẫn Bách Tông Liên Minh chư vị đồng đạo, xúc trừ những thứ này ra gia tộc nhỏ, thu hoạch không ít thứ. Chỉ là thuộc hạ phát hiện. Cái này gia tộc nhỏ mặc dù là đầu dựa vào huyết linh tộc, lại cũng không chân chính thấy người huyết linh tộc, chỉ là biến hình được đầu phục hoàng gia. Đó là tự nhiên. Những thứ này chỉ có một đường đế tôn cảnh trấn giữ gia tộc nhỏ,
là không có tư cách có thể thấy người huyết linh tộc. Diệp Thần xem thường, cao võ vị diện, bởi vì linh khí đặc thù, người vừa sanh ra liền có thể là đế tôn cảnh, coi thường những thứ này gia tộc nhỏ vậy vô cùng là bình thường. Điện chủ, Thánh Thảo Điện, cùng với 10 đại môn phái, hiện nay lấy Thành Thiên Tuyệt là đại bản doanh, Thánh Thảo Điện phụ trách cung cấp thảo dược. Trấn Đan Hư ở giữa linh nhất Đan Tôn và Lạc Gia, chủ yếu cung cấp đan dược. Những thứ khác 10 phái cũng hoàn toàn sáp nhập vào chúng ta Quang Minh Điện, từ sự phân chia này vì Đạo Các, Côn Luân Các, Thanh Loan Các. Diệp Lăng Thiên nói, thuộc hạ nạo bọn họ tông phái tên, cách chức vì chúng ta Quang Minh Điện phân các. 10 đại môn phái là ban đầu ở Thành Thiên Tuyệt cùng Diệp Thần là địch môn phái. Hiện nay, gia nhập Quang Minh Điện, tự nhiên không thể nào cất giữ tông phái tên. Lưu cái, phân các, vị trí, đã không tệ. Ngày thường trấn giữ bốn phía, thời khắc mấu chốt ra chiến lực chủ yếu, trợ giúp Quang Minh Điện bổn điện người quyết chiến. Được, ngươi làm được không tệ, không hổ là ta phó điện chủ. Diệp Thần nhìn về phía Hàn Vân, hỏi, tình huống chiến đấu như thế nào? Hàn Vân thở dài một tiếng, ngươi không ở, ta không có đường đột phát động đối với hoàng gia tác chiến. Trên thực tế, ta cũng không có tuyệt đối thủ thắng chắc chắn, 12 phái lão tổ, cộng thêm ta Hàn gia, 13 vị đế tôn cảnh cao cấp cường giả, nhưng chúng ta không có tiên khí. Trước đánh một trận, hoàng gia hơn vị đế tôn cảnh thất tầng thiên, cũng tay cầm tiên khí, thậm chí có là đôi tiên khí. 7 người liền đánh được chúng ta 13 người, không có chút nào chiến quả, thậm chí Thanh Loan Tông lão tổ suýt nữa chết. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể kéo, chờ đợi ngươi trở về. Lời nói bây giờ, Hàn Vân nhưng là kinh ngạc nhìn về phía Thanh Kiếm Yêu Hoàng và Bách Chiến Thần Tướng, kinh ngạc nói, cái này hai vị, là ban đầu Côn Lôn Hư hai đại yêu vương à, chẳng lẽ đã quy hàng cho ngươi? Tự nhiên, hiện nay... Luyện thể chi địa đã toàn bộ quy hàng tại ta. Diệp Thần kéo Hàn Vân chuẩn bị thương nghị đối phó hoàng gia kế hoạch, liền nói, hiện nay, ta nơi này đế tôn cảnh yêu thú số lượng không thiếu, đều có thể là chủ lực, đối kháng hoàng gia chúng ta cũng có chút sức. Lấy tình huống trước mắt tới xem. Hoàng gia ẩn núp đế tôn cảnh, tuyệt không thiếu. Cho dù công phá hoàng gia, giết rất nhiều đế tôn cảnh, cũng là tổn thất, chỉ sẽ càng đánh càng yếu. Ngược lại huyết linh tộc hạ xuống sau đó, chân chính khai chiến, còn dư lại cường giả vô cùng thiếu. Đột nhiên, Hàn Vân nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, điện chủ, đoạn này thời gian, ngược lại là có một cái khó giải quyết sự việc. Hoàng gia chỉ có thể coi như là chúng ta đối mặt thế lực một nửa. Một nửa, Diệp Thần ngược lại có chút kinh ngạc, Hàn gia một nửa kia đế tôn cảnh, chuẩn bị đối phó ai? Đúng, là một nửa. Một nửa kia, cần phải phòng bị Diệp gia. Hàn Vân than thở một tiếng, không biết làm sao lắc đầu nói, Côn Lôn Hư Diệp gia cũng chỉ hoàn toàn cùng hoàng gia kết minh, hiện nay vậy phái hơn 10 vị đế tôn cảnh, tương trợ hoàng gia ở phía trước phương tham chiến. Diệp gia nội tình, so ta Hàn gia sâu hơn. Tuy không bằng hoàng gia cường đại như vậy, nhưng cũng quyết không thể xem nhẹ, phải lưu lại nhất định đế tôn cảnh cường giả, ứng đối Diệp gia. Diệp Thần nghe được Diệp gia, còn người ngay tức thì tràn đầy một đạo lửa giận. Hắn lần này hồi Côn Lôn Hư, lớn nhất mục tiêu chính là Diệp gia. Hắn và Côn Lôn Hư Diệp gia coi như là kết làm tử thù. Bây giờ ngược lại tốt, Côn Lôn Hư Diệp gia lại vẫn và huyết linh tộc có liên lạc. Hàn Vân mới vừa nói xong, thì có một cái đạo các trưởng lão đi vào. Bái kiến điện chủ, hai vị phó điện chủ. Bên ngoài, có Diệp gia trưởng lão Diệp Thanh cầu gặp. Đạo các trưởng lão từ từ nói, tựa hồ là muốn gặp điện chủ, thương nghị cái gì Diệp gia rổ tổ đại điển chuyện. Để cho hắn đi vào, Diệp Thần thái độ cực kỳ lạnh như băng. Hắn nhìn về phía đi tới Diệp Thanh, thần sắc không tốt, Diệp gia cũng không là đồ tốt, gia gia mình bị khu trừ đi ra, phụ mẫu thê thảm, cũng đều bái Diệp gia ban tặng. Nếu như Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện, Diệp gia từ đây cũng không phục tồn tại. Diệp Thanh trưởng lão ôm quyền khom người, tỏ ý nói, ba vị điện chủ tốt. Hắn lấy ra một phong thư, một bộ thâm tình thành thực dáng vẻ, nói, ít ngày nữa chính là ta Diệp gia rổ tổ đại điển, gia chủ hy vọng tất cả Diệp gia đệ tử trở về, chung nhau tế bái chúng ta Diệp thị gia tộc triều đại tổ tiên, cho nên cố ý mời ngài trở lại Diệp gia, tham dự rổ tổ.
Diệp Thanh ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể xuất hiện ở nơi này. Mấy ngày nay, một mực không gặp Diệp Thần tin tức, hoàn toàn không lộ diện, lại không nghĩ rằng tránh ở chỗ này. Sợ rằng cái này Diệp Thần vậy không truyền thuyết như vậy đáng sợ, chẳng qua là một cái thứ tham sống sợ chết. Diệp Thanh nhìn một cái Diệp Thần, gặp Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, chỉ có thể lại nói. Diệp Điện Chủ, tin tưởng ngươi cũng biết. Ta Diệp gia, mặc dù sa sút, thực lực vậy kém không ít, nhưng là ở thời kỳ thượng cổ Diệp gia đã từng là danh chấn Côn Lôn hư đại tộc. Ngày xưa, ta thượng cổ Diệp gia nhập thần cảnh cường giả rất nhiều, thần vương cảnh cũng không thiếu. Thậm chí, còn có hỗn nguyên cảnh cường giả làm gia chủ, hợp đạo cảnh cường giả là lão tổ. Nhìn tổng quát Côn Lôn hư, thế lực gia tộc, duy chỉ có ta Diệp gia độc tôn, dù là Côn Lôn hư người thứ nhất, cũng không dễ dàng dám cùng ta Diệp gia là địch. Đáng tiếc à, Diệp Thanh trưởng lão thậm chí bắt đầu vận dụng khổ tình hí, liền vì để cho Diệp Thần mắc câu. Hắn thở dài một tiếng, nói thượng cổ đánh một trận sau này, ba vị hợp đạo cảnh lão tổ chết trận, bi như vậy muôn vàn, nhưng hài cốt không còn à. 11 vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão điệp máu hư không, đưa đến ta thượng cổ Diệp gia, gần như không còn tồn tại. Huyết linh tộc càng ở tiến vào Côn Lôn hư trước, đem ta Diệp gia trăm vị thần vương, thiên vị nhập thần cảnh cường giả, từng cái chu diệt hầu như không còn. Thậm chí, chúng ta cái này nhất mạch năm đó cũng suýt nữa tiêu diệt à. Nếu không phải Lá Hồng lão tổ năm đó dứt khoát rời đi, Diệp gia tất nhiên sẽ theo thượng cổ Diệp gia cùng chung tiêu diệt. Lá Hồng lão tổ lấy đế tôn cảnh bát tầng thiên tu là, thành lập Côn Lôn hư Diệp gia, những năm gần đây chúng ta vậy đều gặp huyết linh tộc chèn ép à. Diệp Thanh trưởng lão vừa nói, nước mắt hoa loạn chuyển, nhìn bi như vậy vô cùng, dẫn được bên cạnh Diệp Lạc Nhi cực kỳ than thở. Hắn tiếp tục bi thương nói, ta Diệp gia rất nhiều hào kiệt, người tài, thật sự là không thể chết lại à. Lúc này mới, bị buộc không biết làm sao đầu phục hoàng gia. Đầu phục huyết linh tộc, lấy cầu sinh tồn chi đạo. Ta biết, Diệp Thần ngươi căm ghét chúng ta. Căm ghét chúng ta trở thành Côn Lôn hư phản đồ. Chỉ là chúng ta chân thực không thể làm gì à, Diệp gia cũng chỉ càng ngày càng yếu, chân thực không có biện pháp. Lúc này mới, như vậy. Hắn từng bước tiến lên, khổ tình hí vừa ra tiếp theo vừa ra, nói ta Diệp gia lần này mặc dù phái đế tôn cảnh tới tham chiến, nhưng cũng là bị buộc không biết làm sao. Vừa vặn, lần này gia tộc lễ truy điệu, cũng tốt lễ truy điệu năm đó ở đẫm máu chiến đấu hăng hái chi thiên vị lão tổ. Chúng ta hy vọng, ngài và ngài phụ thân, mẫu thân cũng có thể về nhà lễ truy điệu. Nói thế nào đi nữa, trên mình ngươi chảy xuôi cũng là Diệp gia máu. Dù là có chuyện lớn bằng trời, chúng ta là người một nhà, cũng có thể thật tốt ngồi xuống nói. Nói thật ra, bàn về bối phận ta là ngươi từng ông cố, ta sao sẽ hại ngươi? Trở về tham dự lễ truy điệu đi, đứa nhỏ. Diệp Thanh trong mắt đều là thương tiếc, thậm chí một bộ mặt mũi hiền lành như nhau. Hàn Vân vội vàng cũng là tiến lên một bước, ánh mắt tỏ ý, lại không có lên tiếng, hắn nhìn ra được Diệp Thanh thật giả. Diệp Thần nhưng trong lòng cười nhạt, lão gia. Diễn khổ tình hí. Chỉ tiếc Côn Lôn hư không có Oscar, nếu không cái này Diệp Thanh tất nhiên là Oscar ảnh đế. Các ngươi thật nếu là như thế quan tâm ta, thật nếu là không thể làm gì, nơi nào sẽ khi dễ ra ra ta, mạnh hơn lỗ ta phụ thân hồi Diệp gia. Các ngươi thật muốn không biết làm sao. Những ngày qua cùng hoàng gia làm bạn Diệp gia đế tôn cảnh, như thế nào đánh ta Quang Minh Điện người đánh được như vậy ra sức à? Chắc hẳn Côn Lôn hư Diệp gia căn bản không biết hắn sớm đi ngay Hoa Hạ. Hoa Hạ phát sinh hết thảy, hắn đều biết. Cũng được. Người muốn diễn khổ tình hí, lừa gạt ta trở về. Muốn bẫy giết ta. Tốt, lão tử và ngươi thật tốt chơi. Ngay sau đó, Diệp Thần sắc mặt than thở, mơ hồ được lệ quang hiện lên, ngắm nhìn Diệp Thanh trưởng lão, giống như là thấy được thân nhân mình như nhau. Hàn Vân không ở âm thầm khen ngợi, bây giờ vị thành niên à, tùy tùy tiện tiện cũng có thể, lộ ra chân tình, Diệp Thanh tên này, muốn lừa gạt Diệp Thần, còn non một chút. Diệp trưởng lão, ai, Diệp Thần đừng thương tiếc hình dáng, muốn nói muốn chỉ. Diệp Thanh trưởng lão thở dài một tiếng, nói thế sự biến hóa vô cùng, vậy không ngươi sai lầm à? Hắn trong lòng cuồng hao, thầm nghĩ,
đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, dễ gạt à. Diệp Thần cái này nhóc xác rưởi, quả nhiên không trải qua nhiều ít sự việc. Chính là như thế đơn giản à. Lão phu ta tận tình khuyên bảo mấy câu, lại chứ không biết làm sao, giả bộ đáng thương, không nghĩ tới tiểu tử này chỉ tin tưởng ta. Thật tốt, quá tốt, lần này lừa gạt trở về, phải thật tốt chu diệt tiểu súc sinh này. Diệp Thanh sắc mặt khôi phục, tiếp tục một bộ trầm thống dáng vẻ nói, về nhà lần này rổ tổ, người nhất định phải tới. Hơn nữa, lần này rổ tổ, đều là Diệp gia đệ tử, thủ hạ ngươi đồng bạn, sợ rằng không quá thích hợp cùng đi. Nhưng là ngươi yên tâm, ngươi sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ cho ra ra ngươi lập bài, để cho linh vị của hắn, bày đặt ở tổ tông từ đường trên. Hắn không phải quá tận lực điểm ra Diệp Thần thủ hạ không thể đi. Chỉ là nhấn mạnh đây là Diệp gia hội họp lớn, những gia tộc khác không thể tới mà thôi. Được. Về nhà rổ tổ, muốn người ngoài có quan hệ gì đâu à? Diệp Thần nhàn nhạt nói, khóe miệng nhưng là phác họa một đạo nụ cười. Hồng Môn Yến, hắn Diệp Thần thì phải xông vào một lần cái này Hồng Môn Yến. Hắn đứng phía sau luân hồi mộ địa, lại bước vào phách thể kỳ, Diệp gia lại coi là cái gì? Hàn Vân cho quang hộp, chứa Bách Chiến Yêu Vương và Thanh Kiếm Yêu Hoàng đi vào là đủ rồi, cái này hai thực lực khủng bố, hơn nữa Diệp Thần. Một khối chọn Diệp gia cũng không nói ở đây. Huống chi, Diệp Thần cũng biết, phụ mẫu cũng muốn đem ra ra bài vị, đưa về tổ tông từ đường. Mặc dù là bị trục xuất tới, nhưng phụ thân Diệp Thiên Chính đối với Diệp gia, vẫn là có chút tình cảm. Lần này đi cùng phụ mẫu một khối trở về Diệp gia, Thanh Kiếm hai cái liền đặc biệt phụ trách bảo vệ phụ mẫu liền có thể, Diệp Thần một người, thử chọn Diệp gia, để cho Diệp gia rõ ràng. Bây giờ người đó mới thật sự là Côn Lôn Hư Thiên. Hồi lâu đã qua, Diệp Thần thu qua Diệp Phúc Đông thư, trước mắt thoáng qua một đạo sát ý, nhanh chóng mất đi đi xuống. Hắn tra xét thư, phía trên mời mình và phụ mẫu hồi Diệp gia tham gia rổ tổ đại điển và tiệc, liền cười nói, Diệp Thanh trưởng lão, người đi về trước đi. Ba ngày sau ta xảy ra phát, đi Diệp gia. Được, không hổ là ta Diệp gia con cháu. Đến lúc đó ngươi nhất định phải đến, người phụ mẫu cũng nhận được, bọn họ nhưng mà ta người của Diệp gia. Ta thành tựu ngươi trưởng bối, cũng muốn gặp ngươi một chút cha mẹ. Diệp Thanh trưởng lão sảng khoái bước ra đại điện, mới vừa bước ra nháy mắt chợt thần giác buộc vòng quanh nụ cười, thầm nghĩ, không hổ là gia chủ à, kế hoạch này, nhất định có thể thành công. Sợ rằng từ nay về sau, Diệp Thần cái này hai chữ đem tiêu tán cái này cái thiên địa gian. Cùng Diệp Thanh rời đi sau đó, Diệp Lăng Thiên ôm quyền nói, điện chủ, Diệp gia không thể tin à. Thượng cổ Diệp gia đúng là đáng sợ, không mất là bá chủ một phương, ở thời đại thượng cổ là ta Côn Lôn Hư huyết chiến đến một bước cuối cùng. Nhưng là, hôm nay Côn Lôn Hư Diệp gia, không thể tin à. Thượng cổ Diệp gia, xứng đáng không thẹn ra gia tộc đứng đầu. Ba vị hợp đạo cảnh, 11 vị hỗn nguyên cảnh. Cường giả như vậy. Cũng có thể sừng sững cao võ vị diện. Đây là Diệp gia nội tình, cũng là Diệp gia xưng bá Côn Lôn Hư vốn. Nhưng cái này chút vốn, cũng theo thượng cổ đánh một trận bị diệt, toàn bộ chết trận, kim thân đều bị đánh bể, máu thịt không tích trữ, liền linh hồn cũng lưu tích trữ không xuống, bọn họ không phải huyết thất giả những cái kia hằng cổ cường giả, cuối cùng là kém một chút, cho nên chết trận. Nhưng chết trận ở là Côn Lôn Hư mà chết, không người nào dám nói không phải. Cũng sẽ không có người không thể nói. Nhưng là đương kim Diệp gia không giống nhau à, vị kia lá hồng lão tổ năm đó thoát đi thượng cổ Diệp gia, mặc dù tránh chết trận, nhưng chủ đạo hiện nay Diệp gia, đầu phục huyết linh tộc, đầu phục diệt tộc đại địch. Chỉ riêng một điểm này, cả nhà tộc liền cũng không thể tin. Điện chủ làm sao có thể tin tưởng những tên kia à? Nhất là cái đó Diệp Thanh. Nhìn nhân mô nhân dạng, phỏng đoán cũng là một lão âm hàng à. Không sao. Mưu kế của bọn họ, ta biết. Vừa vặn, Hoa Hạ ra một chút việc, ta cũng phải đi Diệp gia cần người, chờ ta đánh thủng Diệp gia, trực tiếp thu phục Diệp gia rất nhiều đế tôn cảnh. Diệp Thần không có chút nào không sợ, Diệp gia mà thôi, coi là cái gì. Mình bên này hội tụ nhiều như vậy yêu tộc cường giả, chỉ riêng phái ra 1/3, liền đủ để tiêu diệt Diệp gia. Diệp gia? Sợ gì chi? Bất quá.
là phải hoàn thành cha mẹ tâm nguyện, đưa ra gia linh vị trở về tổ tông từ đường thôi. Nhân tiện, cũng có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Diệp Lăng Thiên nghe được Hoa Hạ xảy ra chuyện, nhíu mày một cái, hỏi, điện chủ, Hoa Hạ kết quả xảy ra chuyện gì? Ám điện như thế nào? Có cần hay không ta mang Côn Lôn Hư Ám Điện và Quang Minh Điện đi một chuyến Hoa Hạ? Diệp Thần ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên, Diệp Lạc Nhi, Hàn Vân các người, nói, không cần, Ám Điện lần này tổn thất thảm trọng, không chỉ như vậy, Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh cũng đã biến mất, đầu mối duy nhất chính là Côn Lôn Hư Diệp gia. Coi như lần này Diệp gia không mời ta, ta cũng sẽ đích thân bước lên Diệp gia cần người. Ta đây là muốn xem Diệp gia như thế nào cử hành cái này hồng môn yến. Diệp gia, lấy tình động hiểu chi lấy lý, có lẽ không được. Nhưng là, Diệp thần có thể cưỡng ép phong ấn Diệp gia cao tầng. Đế tôn cảnh ngũ tầng thiên trên người Diệp gia, trừ đi mấy cái tất xiết liền người, ví dụ như Diệp Phúc Đông các người, những người khác toàn bộ trấn áp, phong ấn, Diệp gia còn có thể ngất trời không được. Theo linh hồn lực càng mạnh, Diệp thần có thể phong ấn người vậy càng nhiều. Đây chính là niếp bách kiếm mạnh mẽ. Hắn ngược lại không đến nổi xóa bỏ hết thảy Diệp gia người, dẫu sao hắn và Diệp Thiên Chính trên mình cũng chảy xuôi Côn Lôn Hư Diệp gia máu. Có lẽ Diệp Phúc Đông người gia chủ này vậy làm chấm dứt. Được, nếu điện chủ sớm có kế hoạch, chúng ta liền không lo lắng. Diệp Lăng Thiên dài hô một hơi, vô cùng may mắn điện chủ không có bị đầu độc. Huyết Kỳ phó điện chủ ôm quyền nói, thiếu tổ, không biết kế hoạch cặn kẽ như thế nào. Cần chúng ta điều động nhiều ít đế tôn cảnh đi. Trăm vị đế tôn cảnh, lấy ta thủ hạ yêu tộc đế tôn cảnh cho giỏi. Diệp thần nhìn về phía bách chiến yêu vương các người, hiện nay Quang Minh Điện đường sáp nhập vào Quang Minh Điện sau đó, trước kia thần tướng cũng đổi là hộ pháp, cái đừng là trưởng lão. Hắn nói, bách chiến trưởng lão và thanh kiếm yêu hoàng, theo ta điều động. Thiên Văn trưởng lão, Phượng Hoàng trưởng lão, Phong Long trưởng lão, Long trưởng lão. Cùng với Hải Long hộ pháp, Huyết Kỳ Lân hộ pháp và Cửu Anh hộ pháp. Các ngươi bảy cái trưởng lão yêu tộc, hộ pháp, các ngươi điều khiển Nguyên Thiên Mệnh Quân và Nguyên Yêu Hoàng Quân trăm vị đế tôn cảnh hộ pháp, đi theo Huyết Kỳ môn chủ cùng với Huyết Dạ môn hai vị lão tổ hành động, âm thầm bao vây Diệp gia. Hắn một hơi điểm ra bảy vị đế tôn cảnh tầng 6 thiên trở lên yêu thú. Chờ đợi ta kích phá Diệp gia sau đó, thông báo tiếp các ngươi đi ra, một lần hành động bắt lại Diệp gia. Tuân lệnh. Điện chủ. Thiên Văn các trưởng lão rối rít ôm quyền. Bên cạnh, Huyết Kỳ kinh ngạc gật đầu, thầm nghĩ, thiếu tổ không hổ là thiếu tổ à. Những thứ yêu thú này, chiến lực đều không yếu. Nhưng mà Côn Lôn Hư nào có như thế nhiều yêu thú cường đại. Dĩ nhiên nó cũng không dám hỏi nhiều. Dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật, huống chi Diệp thần. Hàn Vân, người dẫn những thứ khác 10 phái trưởng lão, cùng với đế tôn cảnh người và yêu thú, một lần hành động công phá Khôn Cốc Hoàng gia đế tôn cảnh, hết sức cố gắng bắt sống, hấp dẫn càng nhiều hơn Hoàng gia đế tôn cảnh cùng các ngươi đối lập, để cho Hoàng gia không rảnh chiếu cố đến Diệp gia sự việc. Còn như còn dư lại đế tôn cảnh người và yêu thực. Phụ trách chú đóng thành Thiên Tuyệt, trấn Đan Hư, cùng với Thiên Phong Sơn. Thành Thiên Tuyệt là chúng ta đại bản doanh, Trấn Đan Hư là chúng ta đan dược nơi cung cấp, Thiên Phong Sơn chính là Bách Tông Liên Minh đại bản doanh, đầy đất cũng không thể mất trừ phi Hoàng gia liều mạng, ta không tin ai có thể công phá ta bố trí. Diệp thần đem bây giờ có đối kháng huyết linh tộc thế lực, mỗi người phân phối đi xuống. Ngay lập tức gian, nghịch chuyển Quang Minh Điện và Bách Tông Liên Minh hoàn cảnh xấu, vốn là không địch lại Hoàng gia. Hoàng gia những năm này chứa đựng quá nhiều nội tình, mặc dù không có nhập thần cảnh cường giả, nhưng là đế tôn cảnh số lượng, thực ra quá nhiều. Hoàng gia chân chính có chiến lực người, cũng chính là trước 10 đời người, ví dụ như Hoàng Chiến Thiên đệ tử bực này, bao gồm trước kia chết trận ở Định Quân Sơn Hoàng gia đệ tử, nếu như không bị Diệp thần toàn bộ chu diệt, hiện nay phỏng đoán cũng đã 20-30 người đột phá, lại qua cái chừng trăm năm. Không cần hiến tế, ý nghĩa thứ 10 đời 150 nhiều con cháu, chính giữa 80% người có thể trở thành đế tôn cảnh. 10 đời người, được có nhiều ít đế tôn cảnh cường giả à? Tốt lắm! Đã là như vậy an bài xong xuôi. Diệp thần dặn dò đi xuống, lại nhìn về phía rất nhiều yêu tộc, nói các ngươi nghe theo Hàn Vân, Huyết Kỳ,
Diệp Lăng Thiên ba người điều động, không được cãi lại, lại càng không được phản bội, nếu không ta tất giết liền. Chúng ta tuân lệnh, mời điện chủ yên tâm. Soát, sau lưng yêu tộc cường giả toàn bộ quỳ xuống đáp lại. Một màn này, nhìn Hàn Vân cũng rung, nói nhỏ, sợ rằng bắt đầu từ hôm nay, Côn Lôn hư thế lực muốn dung chuyển cái này người thanh niên, cũng phải cân nhắc một chút. Diệp gia hành động này không bỏ sót là ở tự tìm cái chết. Được, Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên, huyết kỳ các người điều động yêu tộc. Thanh kiếm yêu hoàng không, thanh kiếm trưởng lão, bách chiến trưởng lão, cùng ta đi Thiên Phong Sơn. Diệp thần mang đi hai đại yêu tộc đứng đầu chiến lực, ngược lại là thanh kiếm trưởng lão và thanh thiên môn thanh kiếm là cùng tên, chỉ là thực lực khác xa lắc xa lơ. Diệp thần rời đi. Hàn Vân liền vậy khẩn cấp bắt đầu bố trí đứng lên. Nửa giờ sau đó, Diệp thần đi tới một tòa mây mù vòng đỉnh núi trên. Bầu trời trận pháp thế ngút trời. Trận pháp bên trong còn có Diệp thần mấy giọt máu tươi. Nơi đây là Diệp thần an trí phụ mẫu địa phương. Từ đem phụ mẫu từ Hoa Hạ tiếp đến chỗ này, Diệp thần rất ít trở về, không biết bây giờ phụ mẫu như thế nào. Diệp thần tiến vào trận pháp, dãy núi chi trên có một tòa hiện đại biệt thự, và Ninh Ba Diệp gia biệt thự cơ hồ kém không nhiều. Đây cũng là Diệp thần vì làm hao mòn phụ mẫu đối với Côn Lôn hư cảm giác xa lạ. Diệp thần mở cửa phòng, chính là cảm giác được cuồng bạo đột phá hơi thở ở toàn bộ phòng khách phun trào. Sau đó, Diệp thần trong mắt ngưng mắt nhìn hai phiến cửa phòng, linh thức tìm tòi, phát hiện phụ mẫu đều đang đột phá. Hơn nữa đột phá hơi thở căn bản không yếu. Phụ thân và mẫu thân mặc dù nửa đời trước là một người phàm tục, nhưng là Diệp thần rất rõ ràng. Hai người huyết mạch trong cơ thể tuyệt không đặc thù. Mẫu thân Giang nữ dung nhưng mà Hoa Hạ trong vòng trăm năm thiên phú nhất nghịch thiên tồn tại. Mà phụ thân trên mình chảy xuôi lại là Côn Lôn hư Diệp gia máu tươi. Làm sao có thể yếu? Diệp thần hơi đảo qua, phát hiện lần này hai người đột phá kém không nhiều là đạo nguyên cảnh. Nơi đây có vô số đan dược, hơn nữa cường giả chú đóng, phụ mẫu sợ rằng vì không cho mình kéo chân sau. Một mực không ngày không đêm đột phá. Diệp thần dứt khoát liền ngồi ở phòng khách chờ đợi. Một điếu thuốc thời gian, bên trong nhà đột phá hơi thở dần dần biến mất. Hai phiến cửa phòng tu luyện đột nhiên mở ra, Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính đi ra, hai người vừa định trao đổi lần này đột phá lòng được, dư quang nhưng là quét ngã cái gì. Một giây kế tiếp, hai người trong mắt tràn đầy kích động. Thần Nhi! Giang Nữ Dung dẫn đầu đi tới Diệp thần trước mặt, lại là đưa tay ra sờ một cái Diệp thần mặt, thần nhi, ngươi làm sao nghĩ được trở về. Ngươi xem ngươi, cũng gầy, ngày hôm nay mụ cho ngươi hầm canh gà bồi bổ. Đúng rồi, ngươi khi nào thì đi. Diệp Thiên Chính cũng là đi tới Diệp thần bên người, đưa tay ra vỗ một cái Diệp thần bả vai, không nói gì. Hết thảy đều không nói trong. Diệp thần coi như thực lực mạnh hơn nữa. Ở trước mặt hai người vậy vẫn là một cái đứa nhỏ. Nhìn phụ mẫu, hắn trong lòng chỉ có cảm động. Năm đó nếu không phải phụ mẫu không buông tha mình, sợ rằng hắn cũng không có thành tựu bây giờ. Một hồi hàn huyên, Diệp thần vậy nhập chính để nói, ba mụ, qua mấy ngày, chúng ta đi Côn Lôn hư Diệp gia như thế nào? Cũng nên đi. Nghe được Côn Lôn hư Diệp gia, Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính thân thể ngẩn ra, rơi vào trầm mặc. Bọn họ đoạn này thời gian cũng lớn gửi biết Côn Lôn hư một ít thứ. Bọn họ cũng biết Côn Lôn hư Diệp gia ý vị như thế nào. Cho nên bọn họ không ngày không đêm tu luyện, chính là vì một ngày kia mới có thể có sức mang đứa nhỏ đi Côn Lôn hư Diệp gia, nhưng là bây giờ bọn họ đi không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Hồi lâu, Diệp Thiên Chính dập tắt trong tay thuốc lá, nhìn về phía Diệp thần, nói, thật muốn như vậy. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp thần. Do dự một chút, lại lần nữa rút ra một điếu thuốc lá, lấy tay chỉ ngưng tụ ngọn lửa, đốt thuốc lá mút vào hai hớp, nói, đã nhiều năm như vậy, ta cũng muốn trở về, ta cũng muốn đem ra ra ngươi linh vị đưa trở về. Đã từng, chúng ta mới là Diệp gia chủ mạch. Ra ra ngươi hẳn là Diệp gia gia chủ, chỉ là Diệp Phúc Đông tên xúc sinh kia đưa đến hết thảy các thứ này. Diệp Thiên Chính trong mắt tràn đầy lửa giận. Ban đầu Diệp gia sự việc, đối với hắn mà nói, chính là một cái tư tưởng. Bây giờ nghe Diệp thần nói phải đi Diệp gia, hắn cố nhiên muốn đi, nhưng là trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi,
cũng hoặc là không tự tin. Bọn họ ba người quá miểu nhỏ, như thế nào đối kháng một cái ở Côn Lôn hư cắm rễ thật lâu gia tộc cao cấp. Diệp Thần tự nhiên nhìn ra phụ thân sợ hãi, cười một tiếng, ba, đoạn này thời gian, ta thực lực nhưng mà trưởng thành không thiếu, không chỉ như vậy, ta thủ hạ cường giả cũng không thiếu. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, Côn Lôn hư bây giờ có thể dung chuyển ta, cơ hồ không có. Côn Lôn hư Diệp gia lại coi là cái gì? Thời khắc này Diệp Thần trên mình toát ra cường đại tự tin, giống như chấp trưởng hết thảy quân vương. Diệp Thiên Chính nhìn trước mặt nhi tử, dài hô một hơi, nói ta nghe qua, Diệp Phúc Đông vậy đã sớm không phải hư vương cảnh bát tầng thiên, mà là đế tôn cảnh, Diệp gia đã lấy ra tất cả nội tình, muốn liều mạng. Lúc này, người mang chúng ta trở về, sẽ đưa tới đại chiến chứ? Đại chiến là tự nhiên muốn bùng nổ. Vậy không cách nào tránh khỏi. Diệp Thần tiến lên, nhận lấy điếu thuốc hộp, mình vậy điểm một chi, Diệp gia mặc dù không có thể tắt, nhưng là có vài người, phải được chết. Những người đó bất tử, cùng đại cuộc có ngại, tại chúng ta, cũng là cừu hận. Năm đó, Diệp Phúc Đông làm hết thảy, cũng đã để cho Diệp Thần phán định, Diệp Phúc Đông cái này nhất mạch, phải được toàn bộ chết. Cái này nhất mạch bất tử, vĩnh viễn đều là nhân tố không ổn định. Cho dù mình phụ thân, đối với Diệp gia có chút cảm tình, không muốn thấy Diệp gia máu chảy thành sông, nhưng mình không có, muốn giết người được giết, không giết mới sẽ đưa đến chân chính máu chảy thành sông. Diệp Thiên Chính ánh mắt quét qua Diệp Thần, trực tiếp đem Diệp Thần trong miệng khói lấy xuống, đứa nhỏ, bớt hút một chút. Thoại phong nhất chuyển, hắn lại nói, người nắm chắc được bao nhiêu phần. Diệp Thiên Chính mặc dù tin tưởng Diệp Thần, nhưng là dưới mắt vấn đề không phải tin tưởng là được, Diệp gia nội tình và thực lực, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Không cẩn thận, chính là đầy bàn tất cả thua. Diệp Thiên Chính thành tựu Diệp Thần phụ thân, giang nữ dung trưởng phu, một nhà thật vất vả đoàn tụ, hắn thật không hy vọng bọn họ xuất hiện ở chuyện. Diệp Thần cười một tiếng, đưa ra một ngón tay. Diệp Thiên Chính trong mắt hiện ra hết thất lạc, liền thành thấp một chút, nếu không lại đợi một chút. Một giây kế tiếp, Diệp Thần nhưng là lời nói ra kinh người nói, ba, ngươi hiểu lầm, là 100%. Ngươi và mụ phải làm chính là tin tưởng ta. Diệp Thiên Chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, làm hoàn toàn xác định Diệp Thần kiên định, liền nói, được. Ba ba tin tưởng ngươi. Gia gia ngươi qua đời lúc nói qua, tranh có thể, nhưng không thể tiêu diệt Diệp gia. Diệp Thiên Chính dừng lại chốc lát, lại duyện hít một hơi thuốc lá, lại nói cái này là ranh giới cuối cùng, bởi vì chúng ta vốn đều là người Diệp gia. Tội ác đa đoan người Diệp gia có thể giết, nhưng vô tội người không thể giết, đây là nguyên tắc. Hắn nhẹ nhàng vỗ Diệp Thần bả vai, khá là hài lòng nói, thành tựu ngươi phụ thân, mặc dù không biết đoạn này thời gian ngươi thành tăng đến cái gì bước, nhưng là từ ngươi trạng thái bây giờ tới xem, ngươi trưởng thành. Ta cũng nghe nói một ít chuyện ngươi. Ngươi sau này muốn cùng huyết linh tộc đối kháng. Ta mặc dù không biết huyết linh tộc là dạng gì tồn tại. Nhưng ta không muốn ngươi trở thành lạm giết liền người, như vậy ngươi cùng huyết linh tộc không khác, thừa dịp bây giờ, ngươi còn có thể nghe ta liền nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi là cha ta làm sao có thể không nghe ngươi. Diệp Thần đáp lời lúc, vậy dần dần rõ ràng liền cha mình ý nghĩa, có thể giết địch. Có thể dùng bất kỳ thủ đoạn giết địch, nhưng không thể giết người vô tội, nếu không thì là chân chánh ma quỷ. Diệp Thần mỉm cười nói, sẽ không, chỉ ít bây giờ sẽ không. Hắn dừng lại chốc lát, lại nói, lần này trở lại Diệp gia, ta sẽ để cho hai trưởng lão, đặc biệt bảo vệ các ngươi. Mà ta thì chủ phải đối phó Diệp gia mọi người, các ngươi vậy không cần phải lo lắng. Nói xong, hắn liền hô lên bách chiến trưởng lão và thanh kiếm trưởng lão. Gặp qua đại nhân, bái kiến đại nhân, hai tôn gần thần yêu thú, đồng thời hướng Diệp Thiên Chính vợ chồng ôm quyền. Diệp Thiên Chính thần sắc đại biến, mặc dù không cách nào cảm giác hai người tu vi, nhưng là trước mặt người hai vị hơi thở lại để cho hắn sinh ra nhỏ bé ý, hắn kinh ngạc nói thần nhi ngươi từ chỗ nào tìm tới đây hai vị tiền bối. Hắn nói, chúng nếu trợ giúp ngươi, vậy ngươi có thể phải thật tốt đối với người ta à? Không có sao không có sao, cha. Cái này cũng thủ hạ ta, sau này cũng nghe làm các ngươi, tùy tiện điều khiển. Diệp Thần nhìn một cái bách chiến trưởng lão, cười nói, ngươi nói, đúng không?
Phải, Bách Chiến trưởng lão vội vàng mỉm cười đáp lại. Còn như bên trên Thanh Kiếm trưởng lão, đầu kia lão Thanh Long, linh hồn đều bị xóa bỏ sạch sẽ, hiện ở trong người là Diệp Thần phân hồn, 0,01% bảo đảm an toàn, càng không thể nào phản bội. Bất quá, cái này cũng không đủ. Cùng đi đến huyết linh tộc sau đó, Diệp Thần cần phải bắt mấy cái hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh tới đây bảo vệ phụ mẫu. Còn như Diệp gia, lần này Diệp Thần trở về, có thể không đơn thuần là rổ tổ. Diệp gia gia chủ vị trí này, dựa theo thứ tự sắp xếp và quy củ, gia gia sau khi qua đời, bây giờ hẳn thuộc về phụ thân Diệp Thiên Chính. Dù là Diệp Thần bây giờ gánh gia chủ đảm nhiệm, cũng không sao. Vậy lần này trở về, Diệp Thần chính là muốn lấy lại thuộc về mình đồ, bao gồm lớn như vậy Diệp gia. Đồ nhi, ngươi trở về. Đoạn Hoài An từ dưới núi bay vọt đi lên, thấy Diệp Thần, lòng tràn đầy vui vẻ nói, đồ nhi, Bách Tông liên minh giữa hai bên huấn luyện, đã tốt vô cùng. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Chính, gật đầu nói, ngươi có cái tốt nhi tử, ta cũng có đồ đệ tốt à. Những ngày qua, Đoạn Hoài An lấy được Hàn Vân tài trợ, cảnh giới vậy bước vào đế tôn cảnh nhất tầng thiên. Nói thật, phế bỏ đan điền sau đó, Đoạn Hoài An chưa bao giờ xa cầu qua sẽ bước vào cảnh giới này. Hắn rất rõ ràng, hết thảy cũng đến từ bản thân có tốt đồ nhi. Hàn gia dẫu sao là gia tộc cổ xưa, nội tình sẽ không so Diệp gia kém, nếu Hàn Vân coi trọng Diệp Thần, tự nhiên sẽ đem gia tộc nội tình nghiêng cho Diệp Thần người bên người, ví dụ như Diệp Thiên Chính vợ chồng, Diệp Lăng Thiên, Diệp Lạc Nhi các người, thậm chí Hoàng Ngũ Thương cùng bốn người, đều được chỗ tốt hơn. Bách Tông liên minh hội tụ 200 nhiều tiểu tông phái. Chính giữa đế tôn cảnh thưa thớt, đạo nguyên cảnh nhưng là rất nhiều, cho nên lấy đạo nguyên cảnh làm chủ. Quang Minh Điện thì ngược lại. Đoạn Hoài An hướng về phía Diệp Thần hồi báo một phen tình huống, liền hỏi, nghe Hàn gia lão tổ nói, lần này ngươi phải về Diệp gia. Đúng, ta phải dẫn phụ mẫu và gia gia linh vị trở về. Thuận tiện, cầm chức gia chủ đoạt trở lại. Diệp Thần ánh mắt bén nhạy, nói, dự theo thứ tự tới xem, ta phụ thân đứt đoạn thừa mà nói, chức gia chủ chính là ta, Diệp Phúc Đông và ta một nhà ngày xưa cửu hận, lần này trở về, cũng nên chấm dứt. Được, có chí khí, Đoạn Hoài An hít thở sâu một hơi, nói, dưới núi có rất nhiều Bách Tông liên minh cường giả, nếu không, người nói đôi câu, khích lệ lòng người. Không cần, Diệp Thần nói, thời gian có chút chặt, ta tu luyện mấy ngày. Vững chắc hạ thực lực, liền phải dẫn phụ mẫu và gia gia linh vị trở về. Đoạn Hoài An vậy không bắt buộc, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mở miệng đến, đúng rồi đồ nhi, vi sư có cái yêu cầu quá đáng, người vậy bốn tên thủ hạ, có thể hay không mượn ta dùng một chút. Cục thế trước mắt cần. Dẫu sao Hoàng Ngũ Thương, Hoàng Chiến Thiên, Hoàn Nhan Phá Quân, Loạn Thương các người đều là đứng sau Côn Lôn hư 10 đại thiên tài đứng đầu. Dưới mắt Bách Tông liên minh thiếu cường giả chấn giữ, nếu như cái này bốn người có thể tới hắn bên này, chính là như hổ thêm cánh. Được, để cho bọn họ thuộc về Y Thần Môn, sau này do sư phụ điều động. Diệp Thần lấy linh hồn lực truyền bốn người, lại nói, sau này, bọn họ coi như là chúng ta Y Thần Môn hộ pháp. Hoàng Ngũ Thương cùng bốn người, 10 năm thời gian bước vào đế tôn cảnh ngũ tầng thiên, hẳn không nói ở đây. Mặc dù là thiên phú tuyệt cao, nhưng rõ ràng cho thấy không theo kịp Diệp Thần tấn thăng tốc độ, lại để cho bọn họ đi theo, rất nhanh sẽ chết trận, thà như vậy còn không bằng bọn họ cũng nhập Bách Tông liên minh. Vậy thì tốt. Đoạn Hoài An cũng biết, cái này một năm Diệp Thần thời gian cũng được dùng tu luyện, nếu không một năm sau huyết linh tộc người hạ xuống, không có ai có thể ngăn cản. Nhưng là một ít chuyện tình, thật phải Diệp Thần tới xử lý mới được. Bởi vì hắn là Bách Tông liên minh và Quang Minh Điện chân chính chủ nhân. Hiện nay Diệp Thần đã không phải là năm đó thanh niên. Hắn là một khối cự kình, có hùng coi Côn Lôn hư hai đại đứng đầu thế lực. Thủ hạ tinh anh cường tướng lớp lớp xuất hiện, một ít nhỏ kế hoạch có lẽ có thể do phó điện chủ, thậm chí còn hắn Đoạn Hoài An, vị này phó trăm tông tông chủ tới lựa chọn, xử lý. Nhưng là một ít nhân vật tinh anh, tuyệt thế thiên tài, cự kình điều động. Phải Diệp Thần tới. Bởi vì, bọn họ chỉ phục Diệp Thần. Những người khác, đều không nhúc nhích. Tốt lắm. Cha mẹ, mấy ngày nay các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe.
ta sẽ bế quan, xuất quan sau ta mang các ngươi trở về, đem chân chính thuộc về chúng ta đồ cầm về. Diệp Thần nói xong, liền nhìn về phía Bách Chiến trưởng lão, nói các ngươi hai vị, thanh kiếm là ta hộ pháp, ngươi canh phòng ta phụ mẫu, để tránh có người hoàng gia tới đánh lén. Tuân lệnh, chủ nhân. Không thành vấn đề, chủ nhân. Hai vị trưởng lão yêu tộc đáp ứng rất kiên quyết. Diệp Thần vậy đi thẳng tới lầu hai tu luyện, hắn muốn tiêu hóa trước lấy được tử lượng cao máu yêu thú tươi, tiếp tục chế tạo màu đỏ kim thân, tăng lên kim thân cường độ. Thân thể tầm quan trọng vượt qua xa công pháp. Dĩ nhiên, ban đầu lấy được tăng lên linh hồn lực quả tùng, còn có chút còn sót lại còn thừa lại. Đem tiêu hóa sau đó, linh hồn lực cũng có thể lần nữa bay vào tính tăng lên. Diệp Thần bế quan. Trăm tông tông chủ vốn là muốn gặp Diệp Thần một mặt, vậy không có thể như nguyện, ngược lại là bị thanh kiếm trưởng lão trực tiếp bách lui về. Hàn Vân tới đều không có ích, huống chi những thứ này tông chủ. Xa xa, Diệp Thiên chính ngưng mắt nhìn lầu hai một cái gian phòng, lại lần nữa đốt lên một điếu thuốc lá, lẩm bẩm nói, nhi tử lớn, tương lai hắn lịch trình và đường xá, chỉ có thể để cho hắn một người đi xông xáo. Đoàn trưởng môn, phải cảm tạ ngươi trước chiếu cố Diệp Thần ân tình. Nhi tử lớn, phụ thân lại cũng không cách nào che chở. Tương lai mưa to gió dữ chỉ có thể nhi tử mình đi khiêng. Đoạn Hoài An nhìn một cái lầu hai cửa phòng đóng chặt, không nói ra được mùi vị. Con đường đi tới này, Diệp Thần tiếp nhận quá nhiều. 5 năm trước, Diệp Thần bị vô số người chỉ trích hình ảnh còn rành rành trong mắt. Diệp Thần hắn là một đồ đệ tốt. Ban đầu ở Hồ Đông tiền cứu hắn, là ta đời này làm nhất đúng sự việc. Giữa lúc Diệp Thiên Chính và Đoạn Hoài An cảm khái lúc đó. Luân hồi mộ trong, Huyết Thất Dạ và Niếp Bách Kiếm cũng là than nhẹ một tiếng. Huyết Thất Dạ nói, đồ nhi, nhắc tới cũng đúng dịp, đoán tạo thần quân chế tạo khí, hẳn là ở Diệp gia cấm địa, ta cảm giác được. Người tỉnh lại đoán tạo thần quân, cũng có thể lần nữa đem chế tạo tiên khí phương pháp truyền thừa xuống. Ngàn trong thời kỳ, rất có thể để cho Côn Lôn hư khôi phục lại trung võ vị diện. Rõ ràng, Diệp Thần một bên vận chuyển công pháp, một bên đáp lại, những thứ khác mộ bia đâu, không có phản ứng à. Tạm thời là không có. Huyết Thất Dạ nhìn về phía Niếp Bách Kiếm, nói ta cảm thấy thần niệm của ta chỉ có thể chống đỡ một tháng, chuyện về sau phải giao cho ngươi và đoán tạo thần quân. Yên tâm đi, Niếp Bách Kiếm gật đầu một cái. Cái này giống như là đường xá vậy, từng cái đi ra, từng cái cùng Diệp Thần một đoạn đường, bất quá, tin tưởng sẽ rất nhanh, bọn họ ngàn năm, vạn năm cũng đã qua, còn để ý mộ chủ điểm này quật khởi thời gian mà. Giữa lúc Diệp Thần đang bế quan lúc, Diệp gia phương diện, đã oanh ùng ùng bắt đầu chuẩn bị rổ tổ đại điển. Vì sao là rổ tổ? Tất cả gia tộc đệ tử, vô luận đang làm gì, ở địa phương nào, đều phải chạy về. Chọn ngày lành tháng tốt tiến hành tế bái nghi thức. Côn Lôn hư Diệp gia rổ tổ nghi thức, quy mô chính là Hoa Hạ cổ đại đế vương tế trời cũng không bằng, đối với gia tộc đệ tử mà nói, trong gia tộc cường giả chính là trời, triều đại hy sinh tổ tiên cũng là trời, chỉ cần rổ tổ, không cần tế trời. Diệp gia truyền thừa đến nay, xem lên sân khấu chính là 7 đời, trước 7 đời người vật. Diệp Phúc Đông, Diệp Thần gia gia cũng coi là đời thứ 7. Diệp Thiên Chính đời thứ 8, Diệp Thần đời thứ 9. Một cái gia tộc lớn, truyền thừa xuống, phân làm chủ mạch và chi mạch. Đồng thời chủ mạch là gia chủ nhất mạch, chi mạch thì có 8 chi, ví dụ như Diệp Thanh, Diệp Tần, Diệp Nam Thiên, Diệp Vô Song liền tính là 4 mạch. Hiện nay cái này 4 mạch lấy Diệp Phúc Đông cái này nhất mạch làm chủ, là kiên quyết ủng hộ hoàng gia, ủng hộ huyết linh tộc. Những thứ khác 4 mạch, trong đó 3 mạch ở ngàn năm trước. Cùng Huyết Dạ Các, Côn Luân Các từng có đánh một trận, tổn thất rất nhiều người, đến nay nhân vật chủ yếu truyền thừa đến 17 đời, nhưng đời thứ 8 trở lên lão tổ, đã toàn bộ chết trận, tính là nửa tồn tại chi mạch, duy nhất có thể giữ thể diện mặt cũng có đừng đế tôn cảnh. Lần này lễ truy điệu, vậy chủ yếu là lễ truy điệu những thứ này chết trận lão tổ. Diệp Phúc Đông chủ mạch và Diệp Vô Song bọn họ 4 mạch, bao năm qua vậy chết trận không ít người. Cùng Côn Lôn hư các phái đều có va chạm, cũng là lần này lễ truy điệu lão tổ một trong, còn như thượng cổ Diệp gia, Diệp Phúc Đông không có dũng khí này lễ truy điệu. Ngoài ra nhất mạch, chính là phụ trách quản lý cấm địa người, con cháu thiếu, truyền thừa trễ,
đến nay cũng chỉ truyền tới đời thứ 5, số người thưa thớt, cũng chỉ chừng trăm cái lão gia, hợp thành Diệp gia thái thượng trưởng lão đoàn, phụ trách canh phòng cấm địa, hoặc là gia tộc nội tình, ngày thường cất giấu bế quan, không tới nguy hiểm thời điểm không ra được. Diệp gia trước cửa, một nơi mấy chục ngàn thước vuông trên đất trống, xây dựng lên liền một tòa từ đường. Một tòa cao lớn mấy trăm mét, đại khí bàng bạc cổ lầu các kiến trúc, tham dự xây dựng đều là Diệp gia đệ tử, vậy thiết chí không thiếu cấm chế, sợ bị kẻ địch xâm lược, quấy rầy các lão tổ tông thanh tĩnh. Cổ ở trên gác bảng hiệu, trên viết Diệp gia từ đường bốn cái cổ triện chữ to, lộ vẻ được phá lệ thở mạnh. Chính giữa lại phân là mấy tầng, lấy này để hơn ngàn cái linh vị. Diệp Phúc Đông các người đích thân tới nơi đây, nói, những đệ tử khác, cần bên trong mau sớm triệu hồi. Vô luận là ở thành Thiên Tuyệt, hay hoặc là những địa phương khác, bỏ mặc bọn họ đang làm gì, phải triệu hồi tới. Trăm năm một lần lễ truy điệu. Ai không trở lại, trực tiếp đuổi ra phả, không bao giờ là ta Diệp gia người. Hắn nhìn về phía vùng lân cận, lại chỉ điểm, cái này trên đất trống, tận lực xây dựng huy hoàng một ít, bày cái 1800 bàn tiệc rượu. Diệp gia đệ tử lễ truy điệu xong, liền ở chỗ này tiệc rượu, đồng thời phải chuẩn bị tốt những thứ khác thế lực tới tham dự tiệc rượu. Sổ tổ, mặc dù là Diệp gia sự việc, nhưng là Diệp gia đệ tử không thể nào không cùng những gia tộc khác thông gia, đến lúc đó tất nhiên sẽ mang Hàn gia nữ tế, Mạc gia con dâu, cháu dâu người phụ nữ đợi một chút trở về, trở lại một cái tất nhiên sẽ có những gia tộc kia cường giả đi theo, vậy coi là học hỏi ý. Nhưng là, những thứ này học hỏi người, là không thể tiến vào chủ yếu lễ truy điệu đất. Được ở ngoài cốc tiệc rượu, chỉ có chân chính Diệp gia đệ tử mới có thể tới chỗ này lễ truy điệu, bao gồm bọn họ cưới những gia tộc khác thê tử, vậy không thể vào. Cho nên, phải chuẩn bị tốt. Dĩ nhiên, Chu Diệt Diệp thần địa phương, cũng phải chọn xong. Ngoài ra, thông báo hoàng gia gia tộc. Để cho hắn phái mấy chục hoàng gia đế tôn cảnh cường giả, có thể phê bình lên trên người tới. Diệp Phúc Đông tiếp tục an bài, ánh mắt nhìn về phía hết thảy trước mặt, nói, Diệp Vô Song, Diệp Nam Thiên, hai người các ngươi làm là thứ nhất hai quan, liền ở nơi đó tại chỗ xử tử Diệp thần, chấn động một cái kẻ xấu, thông báo cũng hướng hoàng gia chứng minh ta Diệp gia lòng. Hắn tiếp tục xem hướng về phía sau Diệp Thanh, Diệp Tần trưởng lão, nói tám đại phân mạch, trong đó có thể chiến bốn mạch, bảy đời trở lên tất cả xuất quan, luyện tập thất dạ phân thần trận pháp, nếu như trấn giữ ải thứ ba người không giết được Diệp thần, chúng ta cùng ra một lượt, chấn động giết Diệp thần. Diệp Phúc Đông còn không tin. Vận dụng toàn bộ Diệp gia tới bảy hồng môn yến, còn không giết được Diệp thần. Huống chi, Diệp thần người không đến. Cho dù những gia tộc khác tới, vậy rất nhiều đều là tới một ít con tép, cái đừng đế tôn cảnh coi là không được cái gì, nơi này là Diệp gia đại bản doanh, như vậy đều phải bị Diệp thần chạy mất, vậy Diệp gia cũng chưa có ý nghĩa tồn tại. Gia chủ. Rõ ràng, chúng ta sẽ phân biệt tốt khách mời khu vực và chúng ta Diệp gia đệ tử khu vực. Diệp Thanh và Diệp Tần trưởng lão rối rít ôm quyền. Bọn họ lập tức đi xuống hành động, phân chia ba khối đất phương đi ra. Một khối trong đó là tới tân tiệc rượu chi địa, không thể thấy được những thứ khác hai khối địa phương, tránh Chu Diệt Diệp thần lúc bị những người khác thấy được mà nhúng tay. Ngoài ra hai khối địa phương, một khối là Diệp gia đệ tử tiệc rượu chi địa, một khối là Chu Diệt Diệp thần chi địa. Diệp gia bên này mở ra tìm cách hành động. Cùng lúc đó, vực ngoại một nơi đất thần bí. Một tòa rộng lớn cự môn trước, năm ba người thành đoàn kết đội đi tới, một mặt chê ý. Một người cầm đầu người mặc màu máu trường bào, có một chuôi tiên kiếm, chán gian có một chuôi màu máu kiếm ấn, cả người lộ ra một cổ sát khí ngất trời, phảng phất là từ trong biển máu đi ra người. Hắn than thở một tiếng, nói, đi thôi, vị kia an bài xuống nhiệm vụ, chúng ta đi trước dò xét một phen. Lần này, đi thứ bảy khu không gian truyền tống trận đi, truyền tới Côn Lôn hư vùng lân cận. Tại sao không đi khu thứ 8 không gian truyền tống trận? Đó không phải là nhanh hơn à? Một người phụ nữ hỏi, nàng giống vậy ăn mặc huyết bào, sắc mặt lãnh lạt. Người đàn ông lắc đầu một cái, giải thích đến, lần này chúng ta đi Côn Lôn hư, là bởi vì nơi đó có bảy vị huyết linh tộc nhân khí tức tiêu tán, vị kia có chút hoài nghi, để cho chúng ta trước thời hạn coi sát một phen. Chân chính mỗi trăm năm đi Côn Lôn hư nhiệm vụ, là khuê mộc bọn họ kế tiếp,
Bọn họ tu vi so chúng ta cao, đi Côn Lôn hư là muốn đánh chết trăm vị đế tôn cảnh người, thuận đường xem nơi đó phụ thuộc vào chúng ta huyết kiếm môn trong gia tộc, có cái gì không thiên phú tuyệt đẹp người, có thể mời chào được. Hắn tên là Hồng Kiếm, lấy kiếm mà sống. Hắn tiếp tục nói, huống chi, chúng ta đi thứ bảy khu không gian truyền tống trận đã qua, cũng chỉ đến Côn Lôn hư bên ngoài mấy chục ngàn dặm địa phương, trưởng lão cho người đi đường tiên khí, tới hơn chừng 10 ngày đã đến. Nếu là chúng ta đi khu thứ 8, Khuê Mộc bọn họ có thể cũng chỉ có thể đi thứ 7 khu. Đáng chết, người phụ nữ dậm chân một cái tức giận nói, Côn Lôn hư cái này hạ võ vị diệt, liền một tòa không gian truyền tống trận, cái này còn phải nhường chúng ta đi đường, đáng chết, cùng đến nơi đó địa phương, ta lớn hơn giết một trận. Có thể trực tiếp đến Côn Lôn hư truyền tống trận liền một tòa, đó là Khuê Mộc bọn họ đi lại đường dây. Hồng Kiếm bọn họ phải đi, chỉ có thể đi ngoài ra một tòa, hơi đến gần Côn Lôn hư truyền tống trận, đã tới vị trí, muốn chạy đến Côn Lôn hư, vậy được đi đường hồi lâu, đây đã là gần đây một tòa. Đi, chúng ta đi trước Côn Lôn hư xem rồi hãy nói. Hồng Kiếm nhìn bốn người đồng bạn, nói, lần này, chú đóng Côn Lôn hư mấy người bị giết, vậy coi là xui xẻo, phỏng đoán có mấy cái con kiến hôi muốn tạo phản, chúng ta đi, trước chân áp bọn họ đi. Đúng rồi, trưởng lão có chuyện trì hoãn, chậm chút vậy sẽ theo chúng ta sẽ cùng. Đi, những đội viên khác cũng là tràn đầy lửa giận, đang chuẩn bị bế quan tu luyện đâu, liền bị trưởng lão thúc giục đi một cái rác dưới chi địa. Mặc dù là đi thuộc hạ vị diện, không người có thể dung chuyển bọn họ. Nhưng bị đánh gãy nguyên bản kế hoạch, chính là khó chịu. Đến khi Côn Lôn hư sau, muốn giết đặc biệt nhiều, mới có thể làm cho tâm tình bình phục. Không sai, Hồng Kiếm bọn họ 5 người đều là đánh như vậy thôi, chuẩn bị một người đổ sát cái mấy trăm ngàn người lại đi, chỉ ít còn có thể thu nạp chút máu khí, đền bù lần này xuất hành tiêu hao. Đi đôi với 5 người toàn bộ tiến vào không gian truyền tống trận. Một cổ không gian chi lực phun trào, hoàn toàn tiêu tán. Cùng bọn họ tiêu tán sau đó, một cái ông già từ trong bóng tối đi ra, hắn già nua gương mặt đỏ bừng, tựa hồ uống say. Lòng bàn tay hắn cầm một cái hồ lô vậy bầu rượu. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già chính là ban đầu ở Hoa Hạ Hồng Kông khách sạn trên sân thượng nhìn thấy vị cường giả kia. Cũng là và ra ra có cái này cực lớn liên hệ tồn tại. Ông già cố nhiên uống say, nhưng là trong mắt nhưng là cực kỳ thanh tỉnh, hắn uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói, thằng nhóc kia chân chính phiền toái tới nha, có ý tứ, thật biết điều. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy ngày thời gian, chớp mắt một cái chớp mắt. Diệp Thần từ biệt thự từ đường trong, cung kính lấy ra linh vị, nhìn về phía phụ mẫu nói, xong hết rồi, ba mụ, chúng ta đi thôi. Được. Từ Thiên Phong Sơn chạy tới Diệp gia chi địa, mọi người đến Diệp gia trong phạm vi lúc, lớn như vậy thành trì Diệp gia bắt đầu bố trí các loại dây pháo, cây nến. Trung tâm nhất Diệp gia chi địa, lại là treo đầy đèn lồng, số lượng cao Diệp gia đệ tử từ tất cả cái địa phương chạy về. Khi phát hiện Diệp Thần các người xuất hiện, Diệp Thanh trưởng lão tự mình tới đón tiếp, quá tốt, Diệp Thần các người cuối cùng là tới à. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Chính, lộ ra vẻ mỉm cười. Thầm nghĩ, tốt. Ba người đều tới. Làm hắn thấy Diệp Thần phụ mẫu bên người hai người khác, hơi ngẩn ra. Ân, nhiều hai người. Cái này hai người dĩ nhiên là bầu bạn Diệp Thần phụ mẫu bên người yêu tộc cường giả, chỉ bất quá bị xóa đi hơi thở. Bất quá ở Diệp Thanh xem ra, cái này hai người hơi thở yếu ớt, hẳn tu vi không cao, chỉ sợ là Diệp Thiên Chính vợ chồng bên người làm đi. Thôi. Dù sao đến lúc đó Diệp Nam Thiên ra tay, một đạo đánh chết chính là, chỉ cần Bách Tông Liên Minh và Quang Minh Điện không có ổ ạt đến cho giỏi. Tới, ta nghênh các ngươi đi vào. Diệp Thanh lĩnh đội, mang Diệp Thần các người xuyên phá từng cái đường phố, chính giữa liền xuyên qua một phiến bầy đầy tiệc rượu đất trống. Diệp Thần còn thấy được không thiếu Mạc gia đệ tử, Hàn gia đệ tử, liền hỏi, không phải chỉ có người Diệp gia mới có thể tới à? Đó cũng không phải là chủ yếu địa khu. Những thứ này đều là chúng ta Diệp gia nữ tế, con dâu đợi một chút, coi như là nửa người Diệp gia. Diệp Thanh trưởng lão dẫn Diệp Thần bọn họ, sắp đi tới nồng cốt Diệp gia địa khu, cho nên bọn họ có thể tới đây,
nhưng là không thể tiến vào nồng cốt địa khu, càng không thể tế bái tổ tiên. Dĩ nhiên, chúng ta tiệc rượu địa phương, ngay tại từ đường ra. Bọn họ là ở bên ngoài, không thấy được chúng ta, cũng không có tư cách thấy chúng ta. Nửa người Diệp gia, cũng chỉ là nửa. Già trẻ tôn ti, địa vị được thủ, trưởng phu, hoặc là thê tử là người Diệp gia, vậy được, người Diệp gia ngồi bên trong, như vậy những cái kia thân thuộc ngồi bên ngoài. Muốn ngồi một khối, không được, không tư cách. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng có Diệp thần quan hệ, nếu là mọi người đều ở đây, không tốt lắm ra tay. Cũng sợ mọi người thông báo Quang Minh Điện và Bách Tông Liên Minh người, cho nên cố ý phân biệt liền đi ra. Diệp Thanh dẫn Diệp thần các người, đi tới một nơi rộng rãi trên đất trống, trước mắt chính là rộng lớn Diệp gia từ đường, mới xây từ đường, dưới mắt là phân bố mấy dặm tiệc rượu, mặt đất dùng yêu thú da lông trải, bốn phía đều là thủy tinh trụ, thủy tinh bàn đợi một chút, mặc dù không có bệnh đậu mùa đỉnh, nhưng là bốn phía mỗi một nơi cũng lộ vẻ được xa hoa vô cùng. Tới tới tới, các ngươi ngồi số ba bàn, Diệp Thanh ánh mắt nhìn về phía Bách Chiến và Thanh Kiếm, nói các ngươi, hoặc là đi bên ngoài ngồi, hoặc là đứng. Ngươi, Bách Chiến trưởng lão muốn nói muốn chỉ, cuối cùng vẫn là đứng ở Diệp Thiên Chính vợ chồng phía sau. Chúng là bảo vệ Diệp Thiên Chính vợ chồng, có ngồi hay không không quan hệ. Có lẽ còn chưa mở tiệc rượu, đã đánh nhau đây. Nhà mình kế hoạch của chủ nhân, hắn có thể là biết. Các ngươi trước ngồi, ta đi nghênh đón những người khác, người cũng tới xong hết rồi. Gia chủ sắp tới, đến lúc đó chúng ta trước rổ tổ, lại mở tiệc. Diệp Thanh nói mấy câu, liền lui đi, cũng không phải là đi nghênh đón những người khác, Diệp gia đệ tử, trưởng lão, hộ pháp đã sớm đến đông đủ, chỉ là mượn cớ thông báo Diệp Phúc Đông, kế hoạch có thể bắt đầu. Diệp thần cùng ba người ngồi xuống, phát hiện một bàn này, liền bọn họ ba người. Chung quanh rất nhiều bàn cũng ngồi đầy, không ít là người trung niên, vậy có rất nhiều thanh niên đồng lứa. Chỉ là rất khó phân biệt là nhiều ít đời, rốt cuộc là mình tổ tiên, mình biểu đời cháu. Hoặc giả là bởi vì trong lòng khẩn trương, cũng hoặc là chờ phiền não, Diệp Thiên Chính từ trong túi rút ra một điếu khói, nhìn một cái chung quanh, cảm thấy không việc gì không ổn, vừa mới chuẩn bị đốt, bên cạnh nhưng truyền ra thanh âm quái dị. Hôm nay là rổ tổ đại điển, các ngươi còn dám rút ra như vậy rác dưới đổ à? Khói mù lượn lờ. Trang thần tiên à, một cái Diệp gia thanh niên lời nói cổ quái nói, hút thuốc cũng được đi, người đây là quất cái quỷ gì, còn rút ra được đều là hàng rác rưởi, khó trách là người hoa hạ, như thế không được cấp bậc. Hắn vẫy tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái tương tự thuốc lá đồ, vật này linh khí vần quanh, tất nhiên không bình thường, hắn khiêu khích nhìn về phía Diệp thần, nói, rác rưởi, đây mới là hút thuốc. Người lấy là người nhi tử ở bên ngoài. Làm ra chút chuyện, làm được một chút xíu chiến công, liền có thể trở về khói mù lượn lờ trang thần tiên. Đồ chơi gì à? Ngươi cũng không xem. Bót! Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Một đạo màu máu trưởng ấn xây đè xuống, tại chỗ đem thanh niên hóa là xương máu. Chẳng ai nghĩ tới Diệp thần lại đột nhiên ra tay. Đây chính là Diệp gia trăm năm một lần việc lớn à? Coi như lại cuồng cũng không thể như vậy à? Diệp thần vỗ tay một cái, mặt coi thường, nói, rác dưới, hư vương cảnh cũng dám la lối sùm. Diệp thần, người có ý gì? Diệp thần hắn bất quá dạy dỗ người mấy câu, người thật đúng là lấy là mình thành tựu rất cao à? Diệp thần, người ở tổ tông từ đường trước, tự tiện giết con em gia tộc, người không muốn sống à? Trong chốc lát, mấy chục Diệp gia đệ tử rối rít chỉ trích Diệp thần. Ngược lại là đem người nọ đối với Diệp thần xúi dục, biến thành dậy, thật đúng là sẽ tránh mấu chốt, thậm chí một ít trung niên bộ dáng người Diệp gia vậy bắt đầu chỉ trích Diệp thần. Một cái trung niên bộ dáng người Diệp gia, chính giữa đứng lên nói, Diệp thần. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cho ta bó tay chịu trói. Dựa theo Diệp gia gia quy, tự tiện giết Diệp gia đệ tử, chính là truất phế tu vi xử phạt. Ngươi như vậy giết một vị gia tộc đệ tử. Người hôm nay phải phế bỏ tu vi, nếu không, người đừng nghĩ nhảy ra. Diệp gia, không phải người có thể ầm ĩ địa phương, quỳ xuống, chờ đợi trưởng lão xử trí ngươi. Bót, một đạo kim sắc trưởng ấn vỗ xuống, ngay lập tức đem người này đánh thành xương máu.
Sau đó mấy đạo tiếng nổ truyền ra, những thứ khác chỉ trích Diệp Thần đệ tử, vậy rối rít bị đánh thành xương máu. Giờ khắc này, muôn vàn Diệp gia đệ tử đều đứng dậy tới, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng dần dần sinh ra sát ý. Diệp Thần, người này không để ý gia quy, lại có thể dám can đảm ở tổ tông từ đường trước, giết mấy vị đồng tộc đệ tử. Đơn giản là đáng chết. Đáng chết ma đầu. Chư vị, là nổi giận. Diệp Thanh, Diệp Tần các ngươi không ra à? Diệp Thần chậm rãi đứng dậy tới, thần giác buộc vòng quanh nụ cười, ánh mắt mắt nhìn xuống hơn 10.000 thiên diệp nhà đệ tử, cười nói các ngươi ngày hôm nay mời ta tới, không phải là vì bầy hồng môn yến, muốn tuyệt sát ta à? Đi ra đi. Các ngươi kêu vậy lúc ban đầu người xúi dục ta, vậy chính là vì để cho ta động thủ. Cho các ngươi lý do xuất thủ, để cho tất cả mọi người cảm thấy ta coi trời bằng vung, ta là ma đầu, ta coi thường gia tộc tộc quy. Đã như vậy, vậy thì tất cả đi ra đi. Ta từng cái diệt các ngươi. Tộc quy, gia quy, chó má đồ, năm đó tập sát ta phụ mẫu, lưu lại thương hoạn lúc, làm sao không để gia tộc quy. Gia gia ta chết đi, làm sao không để gia tộc quy. Diệp Thần, ngươi quá mức càn rỡ. Diệp Thanh một mặt than thở ý, từ phía sau lưng đi ra, một bộ thất vọng dáng vẻ, nói, nguyên lấy là, ngươi sẽ trở về Diệp gia, chúng ta vậy chuẩn bị tiếp nhận ngươi, chỉ cần ngươi đối với gia chủ ba lại chín gõ, liền coi như là còn gia gia ngươi năm đó nợ. Hừ, ngươi là thứ gì, muốn ta hướng Diệp Phúc Đông quỳ xuống, hắn Diệp Phúc Đông có cái gì tư cách? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía gia gia linh vị, nghiêm túc nói, ngày hôm nay, ta không dứt muốn giết Diệp Phúc Đông, cũng phải để cho gia gia linh vị, đứng hàng Diệp gia từ đường cao nhất chỗ, ta bỏ mặc bọn họ chết thế nào, tóm lại, ta muốn như vậy. Gia gia ta linh vị, đến nay chưa từng trở về. Hôm nay, vừa vặn đánh xuyên Diệp gia, cũng tốt đem gia gia ta linh vị, bày đến cao nhất vị trí. Lấy gia chủ lễ vật, bày thả linh vị. Cuồng ngông, liền gia gia ngươi là thứ gì? Còn muốn nhập tổ tông từ đường, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Diệp Tần trưởng lão xách kiếm bảng to đi ra, thần sắc không tốt, nói, Diệp Thần, ngày hôm nay ngươi tự tiện giết Diệp gia đệ tử, ta lấy Diệp gia chấp pháp trưởng lão vị, tuyên án ngươi phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Côn Lôn hư. Giống như năm đó, đối với cha ngươi, đối với gia gia ngươi như nhau. Các ngươi cái này nhất mạch, có đều là mối họa, có không cố kỳ tộc quỳ. Hôm nay, chúng ta phế bỏ ngươi tu vi, cũng coi là giúp ngươi. Diệp Thần, ngươi là thứ gì? Năm đó, lão tử ngươi, gia gia ngươi đều bị chúng ta dùng quy tắc đều bị chúng ta làm được người không giống người quỷ không giống quỷ. Trừ phi, ngươi có phản kháng toàn bộ Diệp gia lực lượng. Ngươi nếu là mang Quang Minh Điện và Bách Tông Liên Minh người tới, chúng ta còn sợ 30 phút, Diệp gia cũng có thể thật bị ngươi lật ngược. Nhưng là ngươi mang hai cái người làm liền dám tới đây. Hôm nay, chính là đất chôn của ngươi. Một đám Diệp gia đệ tử, vậy tất cả căm tức nhìn Diệp Thần, là Diệp Thanh và Diệp Tần dư luận và quy tắc dẫn dắt đạo. Cái đừng Diệp gia đệ tử sinh lòng oán hận, hô, Diệp Thần, người tên đáng chết này. Không sai, thằng đáng chết, dám can đảm khiêu khích huyết linh tộc, còn muốn liên lụy chúng ta. Ngày hôm nay, người tốt nhất bó tay chịu trói, để cho các trưởng lão phế bỏ ngươi tu vi, đem ngươi giao cho huyết linh tộc xử lý. Đúng, không sai. Diệp Thần, ngươi là trời lớn tội nhân. Không thiếu Diệp gia đệ tử lên tiếng dày, võ giả còn có chết đạo hữu bất tử bần đạo nói chuyện. Bọn họ cũng có chết người nhà, bất tử mình ý tưởng. Huống chi, chết được cũng không phải là huynh đệ ruột, cái này Diệp Thần một con kiến hôi, lại coi là cái gì? Chỉ cần mình bình an, mình sống lâu trăm tuổi, dù là Diệp Thần bị nghiền ép bể, linh hồn bị đánh vỡ, bọn họ cũng chỉ sẽ ở bên cạnh khen ngợi. Đây là một số Diệp gia đệ tử ý tưởng. Những thứ khác người Diệp gia đều là thần sắc biến hóa cực nhanh, nhìn hai bên người, vừa không nói lời nào, vậy không động thủ. Trong bọn họ lập, giúp ta. Còn nữa, Diệp Thanh đừng giả hề hề, ngươi nhất sơ lúc tới, ta cũng biết ngươi kế hoạch. Diệp Thần lợi cho Diệp gia trung ương chỗ, hào hùng khí huyết giống như uông dương vậy nở rộ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh, giống như chim thương ưng nhìn chăm chú vào con mồi vậy, nói, đế tôn cảnh tầng 3, 4.
đây chính là làm là thứ nhất cái đi ra khiêu khích người ta thực lực à? Đã như vậy, vậy ngươi không có cần thiết tồn tại. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, một quyền đánh ra, biến dạng tầng tầng không khí, vô tận khí huyết lực bộc phát ra, rất nhiều cuộn sạch hết thảy khả năng. Dấu quyền quanh thân quanh quần đạo đạo tấc tấc Phật văn, ngay chính giữa còn có một tòa Phật quốc, muôn vàn Phật Thích Ca hiển hóa. Là quyền trong Phật quốc. Đáng chết súc sinh. Ngươi dám. Diệp Thanh không nghĩ tới Diệp Thần như thế quả quyết, còn hướng về phía tự mình ra tay. Hắn vội vàng rút ra đao chém một cái, chém ra một vòng thất tinh đao ấn, sau lưng trôi lơ lửng dậy một cái trăm thước chiều dài đại đạo hình thức ban đầu, chính là lửa lớn nói, hung hung lửa cháy mạnh rủ xuống xuống, phối hợp thất tinh đao ấn bay ra, cho người rất nhiều Diệp gia đệ tử một cổ sợ hãi đến xương tủy cốt tủy cảm giác. Rất nhiều Diệp gia đệ tử, cũng không nghĩ tới. Chấp pháp trưởng lão một trong Diệp Thanh, lại có thể mạnh mẽ như vậy, chỉ riêng nhất kích đánh ra, còn chưa hướng về phía mình, nhưng đều có như vậy thần uy. Không hổ là đế tôn cảnh trưởng lão à. Một kích này, hẳn có thể đem Diệp Thần đánh chết chứ. Đánh chết Diệp Thần, lễ truy điệu hẳn tiếp tục tiến hành đi. Nhưng là kết quả nhưng vừa vặn ngược lại. Quyền trong Phật quốc ung dung vỡ nhỏ liền thất tinh đao ấn, một lần hành động đánh trúng Diệp Thanh trưởng lão, giống như một cái khổng lồ đất nước nghiền ép xuống vậy, vô cùng cự lực làm được Diệp Thanh không có chút nào lực phản kháng. Rắc 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 rắc, rắc rắc, đạo đạo bể tan tành tiếng truyền ra. Lửa lớn đạo hình thức ban đầu văng tung tóe mở, Diệp Thanh trưởng lão kêu thảm một tiếng, cả người bạo là một đoàn xương máu. Chấp pháp trưởng lão Diệp Thanh, chính thức chết. Diệp Thần một quyền dưới. Không chút nào sức chống cự. Hô hô hô. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây cũng quá mạnh chứ. Bọn họ vốn cho là Diệp Thần bị nghiền ép. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần một quyền nghiền ép một vị đế tôn cảnh. Tên này hơi thở rõ ràng là đạo nguyên cảnh à. Lúc nào đạo nguyên cảnh như thế kinh khủng. Trời à. Diệp Thanh. Diệp Thần, người súc sinh này. Diệp Tần trưởng lão thấy Diệp Thanh bị một quyền chu diệt, ngay tức thì thốt nhiên giận dữ, cũng không để ý phía sau kế hoạch, sách kiếm bảng to thẳng xông lên Diệp Thần đi, nửa đường trong mãnh liệt chém ra mấy chục đạo kiếm cương, đem Diệp Thiên Chính vợ chồng và Diệp Thần cùng nhau bao gồm. Nếu Diệp Thanh bỏ mình, hắn muốn cho Diệp Thần và Diệp Thiên Chính vợ chồng, cùng chung chôn theo. Tìm chết người, người như động ta phụ mẫu một cây hàn mao. Ta muốn chỉnh cái côn lôn hư Diệp ra chôn theo. Bách chiến, thanh kiếm, bảo vệ tốt ta phụ mẫu. Diệp Thần lấy thân xác đụng nát bay tới kiếm cương, lao thẳng tới Diệp Tần trưởng lão đi. Đao cương cũng dám tới. Tát, bách chiến trưởng lão và thanh kiếm trưởng lão mỗi người vận chuyển khí huyết, vô căn cứ làm vỡ nát bay về phía Diệp Thiên Chính vợ chồng đao cương. Hai chúng nó yêu, một cái đứng ở phía trước, một cái đứng ở phía sau. 360 độ mắt nhìn xuống Diệp gia mọi người, không cho người bất kỳ đánh lén Diệp Thiên Chính vợ chồng cơ hội. Đây chính là Diệp Thần phụ mẫu, nếu là ở mình bảo vệ trong bị thương, vậy bọn nó có thể tự sát tả tội. Khảng thương. Rắc rắc. Diệp Thần lấy thân xác dọc đường đụng nát rất nhiều đao cương, giống như một tôn bá vương vậy, thế gian không người nào có thể ngăn cản. Hắn một bước đánh tới Diệp Tần trưởng lão trước người, bắt lại Diệp Tần cổ. Đem vô căn cứ nhổ lên, ta muốn giết ai, ta giết kẻ ấy. Cái gọi là tộc quy, gia quy, ta tuân thủ, hắn chính là quy, ta không tuân thủ, đó chính là một đoàn giấy vụn. Còn như ngươi, Diệp Tần, làm là thứ nhất nhóm đi ra khiêu khích ta. Đem ta tạo ở Diệp ra đối diện trưởng lão, ngươi thật rất ngu si, ngươi lấy là ngươi điểm này chiến lực, có thể ngăn trở ta à? Có thể ở ta muốn giết ngươi thời điểm. Có những thứ khác Diệp gia trưởng lão, có thể cứu ngươi. Chớ vọng tưởng. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần đột nhiên dùng sức, cần phải bóp vỡ Diệp Tần trưởng lão thân xác và linh hồn. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu liền không dự định và đám người này hòa hòa khí khí. Càn rỡ. Diệp Thần, ngươi còn không mau buông tay. Một đạo kiếm ấn giết ra, phá vỡ hư không, chấn động được tất cả mọi người. Một kích này kiếm ấn mang vô cùng cường đại lực lượng, lên chấn động cửu trọng hư không, chấn động được cửu u yêu quái, đè được tất cả mọi người máu tươi đọng lại, rất nhiều người Diệp gia rối rít bị tức tức đè được quỳ xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Đâm!
kiếm ấn đánh trúng Diệp Thần kim thân, Diệp Thần thân hình chấn động một cái, ban đầu làm vỡ nát kiếm ấn. Một cái Diệp gia thanh niên cầm kiếm giết ra, bất ngờ chính là Diệp Nam Thiên, đế tôn cảnh tầng 6 trời, kim thân phách thể, hơi thở khủng bố, từng theo huyết linh tộc đi thành Bắc đấu chém giết qua thời gian rất dài, là bị huyết linh tộc nhìn trúng nhân vật. Dừng tay! Diệp Thần, người không dừng tay lại, hôm nay tru diệt ngươi và ngươi phụ mẫu. Diệp gia, thề không bỏ qua. Diệp Nam Thiên không ngừng liều chết xông tới, nhưng đều bị Diệp Thần quyền trong Phật quốc ngăn trở ở. Diệp Thần cười nhạt hai tiếng, vậy à, chỉ bằng ngươi. Hắn đột nhiên dùng sức, khí huyết làm vỡ nát Diệp Tần trưởng lão thân xác, ngưng cốt kỳ cấp 9 thân xác, hắn bóp vỡ và bóp chết con kiến, không có khác biệt. Sau đó một khắc sau, linh hồn lực hóa thành một chuôi linh hồn kiếm, chém chết liền Diệp Tần trưởng lão linh hồn. Diệp ra đời thứ 7 trưởng lão. Diệp Thanh, Diệp Tần. Toàn bộ chết. Giờ khắc này, tựa như thời gian dừng lại vậy. Tất cả Diệp gia đệ tử, cũng ngắm nhìn Diệp Thần, trong lòng rung động, thật là bá đạo. Diệp Thần, thật là bá đạo. Diệp Nam Thiên trưởng lão, thậm chí còn trưởng lão cũng lên tiếng để cho hắn dừng tay. Hắn lại còn cường thế vô cùng bóp vỡ Diệp Tần trưởng lão. Bá đạo. Không hổ là thương khung bảng hạng 37 cường giả trẻ tuổi. Sợ rằng sau trận chiến này, Diệp Thần có thể xếp hạng thương khung bảng trước 30. Ngươi để cho ta dừng tay, ta thì phải dừng tay. Ngươi là thứ gì? Diệp Thần vẫy tay đánh tan trước mắt xương máu, giống như ma thần vẫy mắt nhìn xuống tất cả Diệp gia người, nói các ngươi là thứ gì? Còn muốn tới thẩm phán ta? Buồn cười. Diệp gia có các ngươi những trưởng lão này, đơn giản là sỉ nhục. Mặc dù muốn thu phục Diệp gia một ít chi mạch đế tôn cảnh, nhưng là, có người phải được giết, nhất là Diệp Thanh, Diệp Tần cái này các người, không giết chính là nhân tố không ổn định, ngày sau định sẽ quấy rối. Diệp Thần cũng biết, trước mắt nhắm vào mình, chủ phải đối phó mình chính là Diệp Phúc Đông vậy nhất mạch, cùng với những thứ khác bốn chi chủ mạch, phải diệt trừ hắn đầu não, lại thu nạp và tổ chức những người khác, từ đó bắt lại toàn bộ Diệp gia. Diệp Thần, ngươi thật là to gan. Diệp Vô Song từ mặt tây đánh tới, vác hào phóng đao, đôi mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, ngươi cái này thằng nhóc con, đã nhập ma, hôm nay chúng ta liền phải dựa theo gia quy, đem ngươi xử tử. Diệp Thần, Diệp Nam Thiên trưởng lão vậy từ mặt tây bay tới, căm giận không thôi. Diệp Thần, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Diệp Phúc Đông chậm rãi đi ra, một mặt than thở ý, ở hắn mi đỉnh nếp nhăn túc bây giờ, nhưng cất giấu một cổ sấm gió, sát ý đại thịnh. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thiên chính các người, Ngụy Quân Tử mạc dạng hiện ra, nói, nguyên bản, ta là muốn đem lần nữa chiêu nạp trở về. Dẫu sao, ngươi là ta Diệp gia con cháu. Ta muốn chiêu nạp ngươi trở về, để cho ngươi trở về gia tộc, tới hơn để cho ba ngươi bái chín gõ, quỳ xuống tổ tông từ đường trước tha tội cho giỏi. Cứ như vậy, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi hóa giải và hoàng gia giữa ân ân oán oán. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ngươi nghịch tử này, lại có thể như vậy càn rỡ. Hắn quanh thân lưu chuyển màu tím hơi thở, mặc màu tím long bào, chính là so với kia Hoa Hạ đế vương đều phải tôn quý vạn phần. Hắn vẻ mặt từ than thở đến tàn nhẫn, lại nói không thể không được xuất thủ dáng vẻ, giả dạng làm một bộ bị buộc mặc dạng, mượn này thu lãm lòng người, đồng thời cảnh cáo người Côn Lôn hư, chúng ta giết Diệp Thần, là Diệp Thần xúc phạm tộc quy, đáng chết. Cứ như vậy, Hàn Vân lại có thể tìm được cái gì mượn cớ đâu. Trước chiếm cứ đạo đức chế cao điểm, lại tới mắt nhìn xuống người hiền lành, đem đánh lên ác ma nhãn hiệu, sau đó lấy quang minh tên, được hắc ám chuyện. Vậy Ngụy Quân Tử đều là làm như vậy. Chỉ là, Diệp Phúc Đông muốn hơn nữa dối trá được hơn. Ngươi nghịch tử này, như vậy càn rỡ. Diệp gia là không thể lưu ngươi, ngoại giới cũng không thể lưu ngươi, nếu không chính là ta Diệp gia dạy dỗ không cách nào. Dứt khoát, bản gia chủ dự định dựa theo tộc quy, đem ngươi đánh chết, lại đem ngươi lột da rút gân, lấy cảnh cáo sau đó Diệp gia đệ tử, không được xúc phạm tộc quy, lại càng không được làm ra vượt qua chuyện. Diệp Phúc Đông lại than thở một tiếng, Diệp Thần, ta cũng không nhẫn giết ngươi, nhưng là ngươi xúc phạm tộc quy, phải được chết. Như vậy đi, ngươi bó tay chịu trói, ta
ta nể tình ngươi tu luyện không dễ dưới tình huống, chỉ là phế bỏ ngươi tu vi, cũng đem lột da rút gân, không lấy ngươi tánh mạng. Như thế nào? Đồng thời, chúng ta có thể để cho ra ra ngươi linh vị, tiến vào tổ tông từ đường. Hắn một bên tự thuật, một bên tính toán, thầm nghĩ, xong hết rồi. Có thể lấy an bài người chu diệt hắn. Cứ như vậy giết hắn, cũng là hắn đáng đời. Lời kịch nói xong à. Thí diễn xong à, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Diệp Phúc Đông, trong tay xuất hiện thí tiên kiếm, cười lạnh nói, các ngươi nói xong, ta liền muốn động thủ, ta thời gian rất quý báu. Diệp Phúc Đông than thở một tiếng, lại nhìn về phía lo lắng Diệp Thiên Chính vợ chồng, thở dài nói, ma đầu à ma đầu. Ngươi đã nhập ma. Nếu ngươi không muốn tha tội, ta Diệp gia trưởng lão bắt lại ngươi, cũng coi là đối với Quang Minh Điện và Bách Tông Liên Minh tuyên chiến. Như vậy đi, bản gia chủ cho ba ngươi quan, ngươi nếu là có thể thông qua ba cửa. Bản gia chủ có thể thứ cho ngươi vô tội. Thứ cho ngươi tê liệt. Diệp Thần trực tiếp bùng nổ, ma khí và sát ý giống như uông dương vậy tập sát ra, tại chỗ một cái tát đánh tan nát một chi đội chấp pháp, đem trên trăm hư vương cảnh, mấy chục đạo nguyên cảnh toàn bộ đánh chết. Hắn khua kiếm nhìn về phía Diệp Nam Thiên, cười nói, ngươi, trước tế ngươi. Tại chỗ. Mặc dù có rất nhiều Diệp gia trưởng lão, bao gồm 7 đời, 6 đời, thậm chí có 5 đời lão cổ đồng, nhưng trong đó mạnh mẽ, đơn giản chính là Diệp Vô Song, Diệp Nam Thiên, cùng với hai cái kinh khủng trưởng lão. 7 đời trưởng lão cũng hơn 100 tuổi đến 300 tuổi trên dưới. 6 đời chính là 6-700 tuổi một chút. 5 đời chính là thiên tuế tả hữu đồ cổ, những môn phái khác cái tuổi này trưởng lão, thiên phú không cao. Cộng thêm đối mặt huyết linh tộc áp lực, cùng với đưa đệ tử mình đi chết các loại tư tưởng đợi một chút, cũng chính là đế tôn tầng 3-4 trời, cao nhất được đế tôn cảnh 5-6 tầng thiên mà thôi. Ví dụ như, vây công qua mình đế tôn cảnh trưởng lão, chính là đạo tâm sinh ra ảnh hưởng, cho tới tu vi không cao. Nhưng là Diệp gia rất sớm đầu phục huyết linh tộc, ngược lại là không có cung cấp đế tôn cảnh cho huyết linh tộc, không tồn tại tư tưởng và áp lực, cho nên cái tuổi này lão cổ đồng. Phổ biến đều ở đây đế tôn cảnh tầng 6 trời, thậm chí có thất tầng thiên. Vậy hai cái đối với Diệp Thần, có chút uy hiếp được người chính là đế tôn cảnh thất tầng thiên, kim thân phách thể 2 cấp 3. Diệp Thần, ngươi dám đến tìm ta, buồn cười. Ngươi lấy là chu diệt Diệp Thanh và Diệp Tần, chính là Diệp gia ngày sau. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi, cái gì là cao cấp cường giả. Diệp Nam Thiên cầm kiếm thông suốt giết ra. Giữa không trung vạch ra thất tinh kiếm quyết, mô phỏng ra thất tinh bắt đầu trận thế, câu động chung quanh dãy núi lực, một kiếm sử dụng, liền giống như sơn hàng nghiêng rơi vậy cuồng bạo, vô cùng vô tận khí sát phạt hóa thành thất tinh kiếm khí, lại như mưa mảnh vậy phân bay xuống. Bình bịch bịch, bịch bịch, trên mặt đất không ngừng bị thất tinh kiếm khí đánh ra trong cái hố sâu tới. Bách Chiến và Thanh Kiếm hai yêu vậy thi triển thuật pháp, chống đỡ mở một cái bảo vệ che chở. Tránh Diệp Thiên Chính vợ chồng bị thương. Diệp Thần nhưng là không sợ hãi chút nào, thất tinh kiếm khí đánh chúng hắn cuồng phách thân xác, chỉ có thể đưa tới thân xác đồng tình, kích phá thân thể cũng không làm được. Đây chính là phách thể kỳ luyện thể đáng sợ. Thân xác cao nhất, mới là vương đạo. Thân hình hắn mau như lôi điện, ngay tức thì một kiếm đâm rách thất tinh kiếm ấn, đi đi tới Diệp Nam Thiên trước người, ngươi nếu như chỉ có như vậy thực lực, vậy hay là đi chết đi. Rào. Một kiếm đâm ra, bốn phương chấn vỡ, Diệp gia mặt đất vỡ nhỏ. Thí tiên kiếm xuyên thủng Diệp Nam Thiên ngực, Diệp Nam Thiên kiếm nhưng đâm không phá Diệp Thần kim thân, thậm chí cấp một tiên khí mũi kiếm đều bị nhảy đoạn. Làm sao có thể, vũ khí này không phải linh khí, đây là huyết linh tộc kiếm. Ngươi làm sao có thể sẽ có. Diệp Nam Thiên kinh ngạc bây giờ liền bị Diệp Thần một cái quyền trong Phật Quốc đánh bay. Giữa không trung. Một đạo hoa lệ bóng người ngã xuống, trào máu không dứt. Chỉ gặp Diệp Nam Thiên thân thể ảm đạm, máu thịt vỡ vụn, hợp lại chân khí và lực lượng, hắn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Ai mẹ hắn có thể nghĩ đến một cái đạo nguyên cảnh sẽ đánh đế tôn cảnh cường giả tầng tầng tháo chạy. Đây là cái gì yêu nghiệt? Diệp Thần tiểu xúc sinh này, thật đúng là khinh thị, không thể lại để cho tên này trưởng thành tiếp. Nếu không toàn bộ Côn Lôn hư cũng không người nào có thể ngăn trở. Diệp Nam trưởng lão ánh mắt lóe lên, ngưng mắt nhìn trong chiến trường hai người, âm thầm than thở.
Diệp thần, nếu là chân chính Diệp gia, nghe theo huyết linh tộc mệnh lệnh, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc à đáng tiếc. Diệp thần tên tiểu xúc sinh này, không thức thời vụ. Chỉ có thể tại chỗ đánh chết, nếu không còn sẽ hại ta Diệp gia rơi xuống vực sâu bên trong. Bịch bịch, rắc rắc. Hai người nếu như phong ma vậy, vận dụng tiên khí, quả đấm mãnh kích đối phương. Mỗi một lần va chạm cũng giống như đỉnh núi vỡ nhỏ vậy, truyền tới khí huyết dư âm, cũng có thể chấn động giết hư vương cảnh. Không thiếu Diệp gia đệ tử đều lui sang một bên, rút lui ra khỏi tiệc rượu phạm vi, Diệp Phúc Đông đặc biệt chuẩn bị chu diệt Diệp thần địa phương, vậy không có thể công dụng ở trên, Diệp thần trực tiếp và Diệp Nam Thiên ở tiệc rượu chung quanh đánh. Còn như Diệp Nam Thiên vợ chồng ngược lại là không lui. Có thanh kiếm và bách chiến canh phòng bọn họ, trừ phi huyết linh tộc đến, nếu không ai cũng đừng nghĩ trong vòng thời gian ngắn đánh tan chúng. Một đạo kinh thiên tiếng nổ truyền ra, kèm theo máu thịt phân bay. Diệp Nam Thiên lần nữa bị đánh bay trừ đi, thân thể đều là vết rách, máu tươi không dứt, chỉ còn lại một bộ vết thương chồng chất thân xác đang chiến đấu, hắn nhặt lên nửa bể cấp một tiên khí. Nếu như phong ma vậy, Diệp thần, ngươi thật rất tốt, nhưng ngươi cuối cùng là phải chết. Ngươi như vậy thiên tài, ta ở thành Bắc đấu thấy qua không thiếu. Lấy đạo nguyên cảnh nghịch thiên đánh giết đế tôn cảnh, còn nhảy đoạn tiên khí, là rất tốt. Ở thành Bắc đấu, ta không dám cùng địch nhân như vậy đánh giết, sợ đánh chết bọn họ, bị bọn họ cha chú chu diệt. Nhưng là ngươi, ta không cần sợ hãi, đánh ngươi chết bầm, ta chính là một kiện công lớn. Một khắc sau, trong cơ thể hắn hiện ra một cổ hào hùng khí huyết lực, là tới từ huyết linh tộc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Nam Thiên khí huyết lực tựa như bao trùm thiên địa. Đây là huyết linh tộc bí pháp, cao nhất bí pháp, cũng là Diệp Nam Thiên ưu việt một trong những nguyên nhân. Hắn phải dùng bí pháp này tự tay chu diệt thằng nhóc này. Mạnh mẽ khí huyết để cho hắn vết thương tựa như biến dạng, hiển nhiên. Đây không phải là hắn có thể tiếp nhận lực lượng. Kiếm pháp của hắn, công pháp lớn hơn đến từ thành Bắc đấu, hẳn là đánh chết thành Bắc đấu võ giả lấy được, đối với khí huyết tăng phúc và chiến lực lên, cao hơn Côn Lôn hư trước mắt công pháp không thiếu. Vận dụng ngươi chủ tử cho ngươi đồ. Thật là con chó, huyết linh tộc nuôi chó nuôi được không tệ lắm. Diệp thần không sợ hãi chút nào, tay cầm thí tiên kiếm, ma khí cũng ở đây tăng trưởng bên trong. Mỗi một cái huyết linh tộc rác dưới cho một đoàn khí huyết, thật là cầm các ngươi làm chó nuôi. Hắn tay trái nắm quyền, tay phải cầm kiếm, chỉ Diệp Nam Thiên, nói, tới đi, trong 10 chiêu, ta đưa ngươi bước lên suối vàng. Huyết linh tộc bí pháp. Rất mạnh à. Hắn không phải lần thứ nhất kiến thức. Diệp thần tự nhiên không sợ. Ngươi ép ta vận dụng lá bài tẩy. Ngươi sẽ hối hận. Diệp Nam Thiên ánh mắt đen nhánh. Sắc mặt dữ tợn, mạch máu, nổi gân xanh, giống như phong ma vậy, đột nhiên đạp chết đi ra, tùy ý một quyền cũng vỡ nhỏ bên cạnh từng ngọn gian nhà, một cái nắm muôn vàn đá vụn, hướng Diệp thần ném đi. Dưới chân hắn một bước, thân hình bắn ra, đi tới Diệp thần trước người, không ngừng mãnh công. Màu máu quả đấm, màu máu kiếm gãy mãnh đâm Diệp thần. Thương thương thương, thương thương thương, Diệp thần thân xác vang khắp không ngừng. Ngắn ngủi một phút bên trong lại bị Diệp Nam Thiên công kích vượt qua hơn 10.000 lần, nếu không phải phách thể thân xác mạnh mẽ, chỉ sợ cũng bị đánh bể. Cuối cùng, hắn khí huyết đẩy lui, dẫn được Diệp Nam Thiên ngắn ngủi sửng sờ, rồi sau đó một cái quyền trong Phật Quốc đánh ra, bổ sung thêm mất đi lực, càn quét ra. Một quyền đánh bay Diệp Nam Thiên. Diệp thần đi theo đánh ra, từng quyền đánh vào Diệp Nam Thiên đầu lâu trên. Mỗi một quyền đều đưa mặt đất chấn động được rạn nứt, tựa như cùng động đất vậy. So điên cuồng. Diệp thần so Diệp Nam Thiên điên cuồng hơn. Bị huyết linh tộc coi trọng thì như thế nào? Đi qua thành Bắc đấu thì như thế nào? Như thường đánh được ngươi trên đất không lên nổi. Bình bịch bịch. Bịch bịch. Từng đạo tiếng vang hiện lên, mặt đất đã hoàn toàn rạn nứt, không thiếu địa phương đã bị chấn thành lồng chảo. Diệp vô song nhìn trước mắt một màn. Than thở một tiếng, lắc lắc đầu nói, gia chủ, ta cửa thứ nhất này, vốn là muốn đánh chết Diệp thần, không nghĩ tới Diệp thần đi ải thứ hai, thôi, Nam Thiên chiến bại, ta lại đi giải quyết Diệp thần. Hắn thuộc về Diệp gia đời thứ 6 trưởng lão, luyện thể tuy không bằng Diệp Nam Thiên,
nhưng thực lực chiến đấu nhưng vượt xa Diệp Nam Thiên. Hắn có tuyệt đối chắc chắn, đem Diệp Thần đánh gục tại chỗ. Phịch, lại một đạo tiếng nổ truyền ra. Diệp Nam Thiên xương sọ bị đánh bể, nửa đoạn thân xác nổ tung, chỉ còn lại linh hồn bỏ trốn ra, đang bị Diệp Thần chu diệt. Dừng tay. Diệp Thần, người xúc sinh này, lão phu để cho ngươi dừng tay, không có nghe gặp à? Diệp Vô Song cầm đao giết ra, thân hình rất nhanh cướp hơn phân nửa cái tiệc rượu khu vực, chạy như điên Diệp Thần bên kia, muốn cứu Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên nhưng mà huyết linh tộc xem trọng thiên tài đệ tử à? Huyết kiếm môn ngoại môn đệ tử à? Đã từng ở thành Bắc đấu đều có rõ rệt chiến tích, không thể chết ở chỗ này. Tuyệt đối không thể, Diệp Nam Thiên là Diệp gia hoàn toàn quật khởi hy vọng. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Mấy đạo đao cương bay ra, vị ở giữa không trung ngưng kết là một đóa hoa sen màu máu, biến dạng không khí chung quanh, dẫn dắt hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ phân bay giết ra, khí khái xông lên đạt cửu trọng hư không, giống như một tôn diệt thế huyết liên vậy, cực kỳ kinh khủng. Huyết liên qua chi địa, mặt đất tất cả tan vỡ, hiển hiện ra từng cái to lớn trong cái hố sâu. Bầu trời tựa như hóa thành hư không, trận pháp bị vỡ ra tới, toát ra sáng chói lôi quang, màu lóa mắt chói mắt lôi quang bốn chói lọi, cho người một cổ diệt thế khí cơ. Mạnh, chân thực quá mạnh mẽ. Chỉ riêng một kích này, liền đủ để chu diệt những môn phái khác đế tôn cảnh tầng 6 thiên dưới người bất kỳ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Đây là huyết linh tộc công pháp. Nghiền ép Côn Lôn hư hết thảy công pháp huyết đao hoa sen. Ẩn chứa vượt qua Côn Lôn hư võ học trong phạm vi lực lượng, dòng giã cao hơn Diệp gia võ học mấy chục tầng thứ. Huyết liên hiển hóa ra, xông về Diệp Thần, đao cương dù chưa hoàn toàn hiển hóa, là không lành lặn hiển hóa, một chiêu này là không lành lặn. Nhưng vậy bộc phát ra vượt xa qua thuộc về cái cảnh giới này lực lượng. Huyết linh tộc công pháp. Có chút kỳ diệu, bất quá, không được. Diệp Thần nắm Diệp Nam Thiên tàn hồn, trong tay quanh quẩn hai cổ Phật văn, thuần khiết chí cương chí dương lực, đem Diệp Nam Thiên tàn hồn hóa thành một đoàn Phật đoàn, tản ra cao nhất Phật quang chiến cầu, sừng sững hướng hoa sen màu máu đập tới. Diệp Vô Song, ngươi nếu muốn đánh lén ta, còn vận dụng cái này cùng võ công, cái này cùng sát chiêu, vậy ta liền đem ngươi coi trọng người dùng để đút ngươi sát chiêu. Phịch, một đạo tiếng nổ truyền ra. Đầy trời Phật văn mảnh vỡ phân bay. Một đạo linh hồn mất đi thanh âm, vang khắp bốn phía, một đời thiên kiêu, Diệp gia hy vọng, Diệp Nam Thiên, trực tiếp chết. Thân xác bị Diệp Thần đánh nát, linh hồn bị Diệp Vô Song hoa sen màu máu đánh nát. Triệt để không có chút nào sức sống có thể nói, ai tới cũng không cứu sống nổi. Rào 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 rào. Hoa sen màu máu lao ra Phật quang bao vây bên trong, khá là tàn tạ. Nhưng vẫn là có cực mạnh chiến lực. Xem ra, Diệp Vô Song chiến lực còn muốn ở Diệp Nam Thiên trên, chỉ ít Diệp Nam Thiên lực công kích thì không bằng Diệp Vô Song. Phá! Tát! Diệp Thần khẽ quát đôi câu, rút ra thí tiên kiếm, lực phách ra một đạo khuynh thế kiếm cương, trao đổi thiên địa sấm sét, đưa tới một phiến phiến lôi quang quanh quẩn thân kiếm, bộc phát ra năm màu kiếm khí, thật giống như bay tiên kiếm vậy, thực thì, thí tiên kiếm chính là cấp một tiên khí. Vậy có tiên cảnh bay tiên lực. Chỉ bất quá, cái này cổ bay tiên lực. Yếu hơn được hơn. Dẫu sao là một cái đã từng bể tan tành qua cấp một tiên khí. Khảng keng. Một đạo réo rắt kim loại tiếng va chạm, vang khắp bốn phương. Bay tiên lực bể tan tành, thí tiên kiếm lần nữa gãy, khí linh kêu gào một tiếng, rơi vào trạng thái chết giả. Cấp một tiên khí thí tiên kiếm. Lần nữa bể nát. Diệp Thần cả người quanh quẩn ra một cổ màu xích kim sáng bóng, kim thân phách thể hiển hóa ra, luyện thể lực lượng công khai bộc phát ra. Phịch, nửa tàn hoa sen màu máu đem hắn đánh bay ra ngoài. Bóng người lăn xuống ra trăm mét ra, máu thịt suýt nữa tan vỡ, kim cốt chính là xuất hiện mơ hồ vết nứt. Một kích này, rất mạnh, suýt nữa đem Diệp Thần thân thể đánh bể. Vững chắc tu vi sau đó, Diệp Thần đã bước vào phách thể kỳ cấp 5. Linh hồn lực cũng không kém, như vậy cũng đánh bị đánh bay, Diệp Vô Song thật là mạnh mẽ. Phốc, có chút mạnh. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, lấy ra một ít đan dược và hung thú máu tươi uống, quanh thân quanh quẩn một đoàn huyết quang. Rất nhanh,
hắn thân xác khôi phục mấy phần, ngưng mắt nhìn Diệp Vô Song, có lẽ, ta có thể dùng ngươi tới mài ta đạo uẩn. Ta tịch diệt chi đạo, tựa hồ cần ngươi lực lượng. Diệp Vô Song màu máu võ công trong, ẩn chứa tịch diệt chi đạo lực lượng, nếu không không thể nào đánh được từ mình máu thịt suýt nữa tan vỡ. Nếu mình lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo, dù chưa từng đi ra tịch diệt chi đạo, không ngại có thể mượn Diệp Vô Song tới mài rũa một chút. Để cho tịch diệt chi đạo kéo dài đến mấy chục mét lớn nhỏ, đến lúc đó mình cũng có thể lên cấp đạo nguyên cảnh thất tầng thiên. Tiểu súc sinh, ngươi giết Nam Thiên, ta đã không nghĩ ra được, nên làm sao hành hạ ngươi khỏe. Diệp Vô Song thốt nhiên giết ra, kim thân phách thể hiển hóa ra, cùng Diệp Thần mở ra kim thân đánh giết cuộc chiến. Thỉnh thoảng, hắn thần sắc càng ngày càng bi thương, lực đạo dần dần tăng cường, thậm chí đột phá thân mình cực hạn, lời nói, ngươi diệt ta Diệp gia hy vọng à. Súc sinh, ngày hôm nay ta phải đem sống đánh chết. Súc sinh, Nam Thiên chết ở trong tay ngươi, ta ngày hôm nay không đánh bể thân thể và hồn phách thân, lão tử cùng ngươi mụ họ. Cút, ta khinh thường tại để cho ngươi họ Giang. Diệp Thần phản kích vậy khá là sắc bén. Đấm đấm đến thịt cùng Diệp Vô Song so đấu kim thân cường độ hỏa khí máu lực, đồng thời âm thầm hấp thu Diệp Vô Song quyền kính, đao cương ở giữa mất đi lực. Mất đi lực. Tịch diệt chi đạo. Tu luyện khó khăn nhất, bởi vì ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, thậm chí vượt qua tan biến chi đạo. Ẩn chứa thời gian và không gian quy luật lực lượng, cho dù lẻ tẻ một chút xíu, cũng đủ để cho chiến lực tăng nhiều. Chiến đấu đến bước này. Hai người giống như là viễn cổ hung thú vậy, đánh cận chiến, kim quang bốn chói lọi, huyết dịch phân bay. Diệp Vô Song đao bị Diệp Thần một quyền đánh tan, chuôi này cấp một tiên khí vậy bị hỏng. Chân chân chính chính quyền đấm cước đá, nhưng mỗi một quyền cũng đánh mặt đất rung động, đỉnh núi ái mộ, loạn thạch phân bay, tốt ở cách mọi người khá xa, nếu không chỉ riêng dư âm, hoặc là không bị thương cũng có thể đánh chết một mảng lớn Diệp gia người. Người chung quanh theo đất rung núi chuyển tần số, ngưng mắt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Trong đó tuyệt đại đa số không tham dự gia tộc quyết sách, theo Mạc gia, Hàn gia, Bách Tông liên minh đệ tử, đều có chút âm thầm chắt lưỡi. Một cái đạo nguyên cảnh người đàn ông, Diệp gia thứ 5 nhánh mạch thứ 10 đời người, phụ trách quản lý Diệp gia ở Côn Lôn hư một ít sản nghiệp, ngày hôm nay cũng tới, nhưng là thấy được trước mắt một màn này, khẽ thở dài một cái, nói Diệp Nam Thiên là Diệp gia hy vọng. Có thể ta làm sao cảm thấy, Diệp Thần mới là Diệp gia hy vọng à? Ngược lại cũng là à. Diệp Thần mới bây lớn, có thể cùng Vô Song trưởng lão đánh cho thành như vậy, Diệp Nam Thiên vậy không làm được chứ? Không sai à, một cái khác hư vương cảnh bát tầng thiên Diệp gia đệ tử có chút buồn bực nói, Diệp Thần 20 hơn tuổi, Vô Song trưởng lão hơn 600 tuổi, tuổi tác như vậy chênh lệch ta nhưng không thấy được bất kỳ thực lực sai biệt. Quá mẹ hắn cổ quái. Ta cảm thấy, Diệp Thần mới là Diệp gia hy vọng. Ta cũng là thấy như vậy. Cũng không biết, tại sao gia chủ và các trưởng lão, phải xử quyết Diệp Thần. Một cái thiên tài như vậy, thật là đáng tiếc. Không sai, Diệp Thần như thế trẻ tuổi, còn có rất nhiều khả năng à. Vị kia người trung niên cười khổ một tiếng, ngắm nhìn phương xa trong chiến trường, đánh trời long đất lở Diệp Thần và Diệp Vô Song. Không ở lắc đầu nói, nếu là hòa hòa khí khí, thật là tốt biết bao à. Hắn là buôn bán, cũng là thuộc về Diệp gia bỏ mặc chuyện vậy bốn mạch một trong. Trong ngày thường đều ở đây Côn Lôn hư làm ăn, tự nhiên hy vọng hòa hòa khí khí, dĩ nhiên hắn bối phận cũng không lớn. Gia tộc khổng lồ, nhân viên rối ren, số lượng vô cùng nhiều, nhưng là thiên tài chân chính nhưng là quá thiếu. Diệp Thần có tư cách bị bọn họ gọi là thiên tài. Thật là mạnh. Diệp Thần quá mạnh mẽ. So Diệp Nam Thiên thiên phú, đều mạnh hơn được hơn. Diệp Thanh cái này nhất mạch trưởng lão âm thầm khen ngợi, nói, Diệp Nam Thiên đến gần 200 tuổi, lên 2-3 đời nhân vật thiên kiêu, đế tôn cảnh 5-6 tầng trời, như vậy nhưng đều không phải là Diệp Thần đối thủ, Diệp Thần tuổi tác cũng không đủ Diệp Nam Thiên cửu phân chi nhất. Vì sao là thiên tài? Vì sao là đương thời thiên tài? Diệp Thần. Thanh Kiếm, Hắc Diệu, Nhược Hàm, Hoàng Càn Khôn, Hoàng Ngũ Thương bọn họ là đương thời thiên tài cầu vượt. Mà một đời thiên kiêu giữ kỳ là 50 năm đến 100 năm cỡ đó, bởi vì bọn họ vậy đến 70 đến 80 tuổi tuổi tác, thiên phú có chút hạ xuống,
cảnh giới không cao mới sẽ bắt đầu kết hôn sinh con, thai nghén hạ một đời cầu vượt. Hết lần này tới lần khác Diệp Nam Thiên, chưa từng kết hôn, thuộc về lên hai đời nhân vật thiên kiêu. Bực thiên tài này cũng chết trận ở Diệp Thần trong tay, Diệp Thần thiên phú, nào chỉ là hoành đẩy đương thời thiên kiêu, thật là có thể trấn áp đi lên 4-5 đời thiên kiêu. Vô song! Đánh như thế nào lâu như vậy? Diệp Phúc Đông có chút nóng nảy, lấy hắn cảnh và tu vi, chỉ có thể thấy được hai người chém giết sáp lá cả, căn bản xem không thấy trong đó lưu chuyển được mất đi lực hòa khí máu lực, không khỏi được nói với người bên cạnh mau sớm thông báo các trưởng lão khác chạy tới. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần bị đánh bay, kim thân cũng đã không nổ, dần dần có chút lo âu, nếu như Diệp Vô Song cũng không cản được Diệp Thần. Chỉ có thể để cho người nọ ra tay. Người nọ ra tay, có lẽ có thể giúp Hoàng gia tiêu diệt Bách Tông Liên Minh và Quang Minh Điện. Chỉ cần ở huyết linh tộc những đại nhân đến trước, bình định nội loạn, chúng ta không coi là thất trách. Bên người người làm nghe nói như vậy, than thở một tiếng, vậy đuổi vội vàng chuyển người đi. Làm phản đồ, cho huyết linh tộc trợ thủ, cũng là được khảo hạch và vai chịu trách nhiệm, một khi Côn Lôn hư phản loạn, bọn họ là chạy không thoát bị dọn dẹp số mạng. Chiến trường bên trong, các loại tiếng nổ vang khắp không ngừng. Diệp Thần sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo hiện ra mở, cùng Diệp Vô Song tịch diệt chi đạo va chạm. Ba cái đại đạo hình thức ban đầu, đều có chút rất nhiều tan vỡ, hiển nhiên là hai bên lực lượng tương đương. Đạo nguyên cảnh đến đế tôn cảnh, là cần đem đạo lực, diễn hóa hơi lớn đạo hình thức ban đầu. Diệp Thần đã đem hai con đường lực, diễn hóa hơi lớn đạo hình thức ban đầu, nói hắn là đạo nguyên cảnh, trên thực tế hắn chiến lực và cảnh giới nói không phù hợp, nói hắn là đế tôn cảnh tầng 6 trời, cũng coi là hợp lý. Chỉ là vì đi hợp nhất chi đạo. Diệp Thần muốn đem ba cái, đạo, toàn bộ diễn hóa hơi lớn đạo hình thức ban đầu, lại vào đế tôn cảnh. Tiến vào đế tôn cảnh lại xây ra 6 cái đại đạo hình thức ban đầu, tới đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp sau đó, 9 đạo hợp nhất, chiến lực tăng lên gấp bội gấp mấy chục lần. Phịch, phịch, một tòa kiến trúc bị Diệp Vô Song rút lên, hướng Diệp Thần công đi giết. Diệp Thần tiếp liền đánh nát những thứ này đá lớn, tay trái ẩn chứa giết hại lực, tay phải ẩn chứa bất diệt lực, hai quả đấm đánh Diệp Vô Song. Giống như nổ vậy. Diệp Vô Song kim thân nổ tung, chỉ còn lại một bộ kim cốt. Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, chỉ còn lại kim cốt bao phủ nửa phó máu thịt, sau lưng nhưng trôi lơ lửng dậy một cái tịch diệt chi đạo, thật giống như đào đào nước sông vậy liên miên không ngừng, đợt sóng tầng tầng lên, mỗi một giọt nước cũng ẩn chứa mất đi lực. Tích tích, tích, từng giọt nước sông tích rơi xuống mặt đất, ngay tức thì đem đất mặt đánh sụp mấy chục mét. Một giọt nước sông còn có uy năng như vậy. Điều này sông lớn, bất ngờ chính là hiển hóa đi ra ngoài tịch diệt chi đạo, dài đến 9-19 mét. Diệp Thần, đã bước ra một bước. Ngươi dùng ta luyện tay. Khốn kiếp, còn dám học trộm ta tịch diệt chi đạo. Diệp Vô Song hoàn toàn bùng nổ, hai quả đấm quanh quẩn mất đi lực, sau lưng trôi lơ lửng ra một cái 300 mét dáng dấp mất đi sông lớn, tích tích nước sông ngã xuống, thật giống như muốn tiêu diệt thế giới vậy. Hai người liều giết chung một chỗ, nhanh chóng đem đối phương đánh bay ra ngoài. Diệp Vô Song vô cùng thê thảm, một cái chân nổ tung, chỉ còn lại một cái chân lảo đảo lắc lư đứng, sau lưng mất đi sông lớn vậy hỏng mất hơn nửa, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, ngươi lại có thể đột phá. Làm sao có thể? Lâm Chiến đột phá, tịch diệt chi đạo tăng nhiều. Ngươi cái này tên khốn kiếp, dùng hết phu luyện tay. Diệp Vô Song chân thực không có biện pháp. Đánh lâu như vậy mới phát hiện mình bị Diệp Thần dùng để liên thủ, học trộm mình tịch diệt chi đạo. Tức giận trong lòng, đã khó có thể dùng lời diễn tả được. Một bên khác, Diệp Thần chậm rãi đứng lên, kim thân hoàn toàn nổ tung, khí cơ nhưng càng ngày càng thịnh, sau lưng mất đi sông lớn dài đến 107 gạo, bước qua một bước kia, khí cơ cũng theo đó tăng trưởng. Thiên địa quà tặng một cổ sinh mạng lực, điên cuồng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, kim thân tái hiện, ma khí cuồn cuộn. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Diệp Thần đến đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, tịch diệt chi đạo bước vào giai đoạn thứ nhất, mượn chiến đấu đột phá. Hắn nhìn về phía Diệp Vô Song, thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói, lão già kia, còn được đa tạ ngươi. Không có ngươi, ta mất đi lực,
còn cần một đoạn thời gian mới có thể tu luyện thành công. Bất quá, người sau này cũng không có cơ hội, một đại chiến liền không chút kiêng kỵ phóng thích mất đi lực. Mới vừa rồi, Diệp Vô Song tác chiến không chút kiêng kỵ phóng thích mất đi lực, ý đồ phá hủy Diệp Thần thân xác, đồng thời để cho không gian đình trệ. Dĩ nhiên, cũng cho Diệp Thần thân xác tạo thành không nhỏ tổn thương, suýt nữa đánh bể Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần đang hấp thu mất đi lực, ngược lại tu luyện mình tịch diệt chi đạo. Này tiêu người dài, Diệp Vô Song tịch diệt chi đạo đã mau muốn sụp đổ. Mà Diệp Thần tịch diệt chi đạo đã bước vào giai đoạn thứ nhất, chiến lực tăng lên gấp bội. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Diệp Thần đột nhiên đánh ra một quyền, đạo đạo Phật văn quanh quẩn dấu quyền trong hiển hóa ra một tôn tôn mất đi Phật Thích Ca, đang chắp hai tay nhắc tới kinh văn, ra Phật Thích Ca cả người bộc phát ra kinh khủng mất đi lực, ngược lại bọc lại dấu quyền, xây đè lại Diệp Vô Song, phải đem hắn phai mờ. Ngươi cái này nhãi con, cũng muốn giết lão phu. Được, lão phu liền xem ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hôm nay không giết ngươi, lão phu đạo tâm có tổn, lại không lên cấp lực. Diệp Vô Song nửa phó thân thể hoàn toàn cháy, khổng lồ mất đi lực bay lên trời, hóa thành giao long, một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ mất đi giao long, là Diệp Vô Song trước mắt toàn bộ chiến lực. Hắn thiêu đốt sinh mạng, cháy tịch diệt chi đạo. Thiêu đốt tất cả có thể thiêu đốt đồ, bao gồm linh hồn. Chỉ ở một kích này, cùng hắn nói như nhau, võ giả tu sĩ nói lòng làm trọng, đạo tâm bị tổn thương chính là không cách nào nữa phá cảnh tăng lên thực lực, dĩ nhiên cái đừng bi như vậy tới cực điểm cụ già vật, có lẽ có thể đi ra một con đường khác, tiếp tục tấn thăng, bao gồm huyết dạ môn đạo truyền đại trưởng lão, thanh thiên môn đạo truyền đại trưởng lão đợi một chút, đã là như vậy. Trừ bản thân bọn họ ra, cả nhà chết ở huyết linh tộc trong tay. Khiến cho bọn họ đi lên báo thù đường, lấy báo thù là tu luyện mục tiêu, tuy có thể tẩu hỏa nhập ma, lại nói lòng kiên nghị. Nếu không, tuyệt không thể phá cảnh, tăng lên thực lực. Tám đại phái rất nhiều trưởng lão, cũng là bởi vì này tu vi đình trệ ở đế tôn cảnh tầng 3, 4 trời, nếu không 1-2 nghìn năm qua, bọn họ lần nữa cũng có thể đến đế tôn cảnh 6 thất tầng thiên. Liều mạng. Được. Diệp Thần thần giác buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, lấy ra một chuôi cấp 2 tiên đao, Chu Diệt đao. Vật này cũng là luyện thể chi địa đạt được. Cánh tay hắn quanh quẩn ra khổng lồ mất đi lực, lan tràn đến tiên khí Chu Diệt đao trên, một cổ diệt tuyệt hơi thở xông lên đạt tứ hải bát hoang, đưa tới vô cùng vô tận sấm sét, thất luyện bắn ra bốn phía người mây sấm rơi xuống, lóe lên ở giữa thiên địa. Trong chốc lát, lôi quang, mất đi lực. Bay tiên lực đều ở đây Chu Diệt đao lên bộc phát ra. Diệp Thần chém ngang một đao, có diệt thế oai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.